Bài học 3. Sự tự tin. Bạn có thể làm được nếu bạn tin rằng mình có thể. Trước khi lĩnh hội những nguyên tắc cơ bản của bài học này, sẽ rất có ích cho bạn khi ghi nhớ trong đầu rằng những nguyên tắc này vô cùng thực tế, bởi nó được nghiên cứu suốt 25 năm và được công nhận bởi những nhà khoa học hàng đầu trên thế giới với việc thử nghiệm kỹ càng mọi nguyên tắc liên quan. Giữa tất cả những bí ẩn đang bao vây chúng ta, không có gì chắc chắn hơn việc chúng ta đang tồn tại trong một nguồn năng lượng vô hạn và vĩnh cửu, khởi nguồn cho sự vận động của vạn vật. Herbert Spencer. Hoài nghi luôn là kẻ thù nguy hiểm của sự tiến bộ và phát triển bản thân. Bạn hoàn toàn có thể đặt cuốn sách này sang một bên và dừng lại việc lĩnh hội bài học này tại đây nếu như bạn cho rằng những nguyên tắc này được viết ra bởi một nhà lý thuyết suông, người chưa bao giờ thực hiện bất cứ thử nghiệm nào với các nguyên tắc tạo nền móng cho bài học này. Chắc chắn, đây không phải là thời đại dành cho người hoài nghi, bởi vì đây là thời đại mà chúng ta đã khai thác và khám phá ra rất nhiều quy luật của tự nhiên, hơn hẳn những gì đã được phát hiện trong lịch sử loài người. Trong vòng 3 thập kỷ, chúng ta đã chứng kiến sự bao trùm của khí quyển, đã khám phá đại dương bao la. Chúng ta gần như đặt chân tới mọi ngóc ngách trên trái đất. Chúng ta khai thác tia sét và biến chúng thành những bánh xe công nghiệp, tạo ra những thành tựu mà trước đây chưa hề có. Chúng ta tạo ra những liên lạc tức thời giữa các quốc gia trên thế giới. Thật sự, đây là thời đại của sự khai thác và phát triển, nhưng chúng ta vẫn chưa thể lĩnh hội hết kiến thức mênh mông. Tuy nhiên, khi chúng ta mở khóa cánh cửa dẫn đến sức mạnh bí mật được cất giữ bên trong, những kiến thức mà chúng ta lĩnh hội được sẽ khiến tất cả những khám phá trong quá khứ bị lãng quên nếu đem ra so sánh. Suy nghĩ là dạng năng lượng có tổ chức cao nhất mà con người biết đến. Trong thời đại của sự nghiên cứu và thử nghiệm, chắc chắn chúng ta sẽ hiểu rõ hơn về nguồn lực bí ẩn mang tên suy nghĩ, thứ luôn lặp đi lặp lại trong đầu chúng ta. Chúng ta đã tìm hiểu đủ về tâm trí con người để biết rằng một người có thể loại bỏ các tác động được tích lũy bởi hàng ngàn nỗi sợ. Thông qua sự trợ giúp của nguyên tắc tự ám thị, chúng ta đã phát hiện ra một thực tế rằng nỗi sợ hãi là nguyên nhân chính dẫn đến nghèo đói, thất bại và đau khổ, thứ mà xảy ra dưới hàng ngàn hình thức khác nhau. Chúng ta cũng thấy rằng người nào có thể khống chế nỗi sợ hãi của mình sẽ gặt hái được nhiều thành công trong bất kỳ điều kiện nào, bất chấp mọi nghịch cảnh có thể xảy ra. Sự phát triển của tự tin bắt đầu bằng việc loại bỏ con quỷ được coi là những nỗi sợ, thứ có vẻ như luôn hiện hữu trên vai con người và thì thầm vào tai họ rằng: anh không làm được đâu, anh không dám thử, anh sợ búa rìu dư luận, anh sợ thất bại, anh sợ anh không đủ khả năng. Con quỷ sợ hãi này dường như đang tiến vào khu vực rất gần chúng ta. Thật may, khoa học đã tìm ra vũ khí tối thượng để đẩy lùi nỗi sợ, và bài học về sự tự tin này chính là vũ khí giúp bạn chiến đấu với kẻ thù lâu đời của sự tiến bộ mang tên nỗi sợ hãi. 6 nỗi sợ cơ bản của con người. Mỗi người được kế thừa và chịu ảnh hưởng bởi 6 nỗi sợ cơ bản. Ngoài 6 nỗi sợ hãi này, những nỗi sợ nhỏ hơn có thể được kể đến. 6 nỗi sợ cơ bản, hay là 6 nỗi sợ chính này, được làm rõ ở đây bao gồm: nỗi sợ nghèo đói, nỗi sợ tuổi già, nỗi sợ bị phê phán, nỗi sợ đánh mất người mình yêu thương, nỗi sợ ốm đau bệnh tật, và nỗi sợ cái chết. Dựa vào danh sách trên, bạn có thể tự kiểm chứng và phân loại nỗi sợ của chính mình. Mỗi con người đến tuổi có thể nhận thức đều bị ràng buộc ở một mức độ nào đó bởi một hoặc nhiều trong số 6 nỗi sợ cơ bản này. Việc hiểu rõ nguyên nhân của các nỗi sợ chính là bước đầu tiên giúp chúng ta loại bỏ chúng. Sự di truyền thể chất và di truyền xã hội. Tất cả những gì con người có, cả về mặt vật chất và tinh thần, được di truyền thông qua 2 hình thức di truyền, thể chất và di truyền xã hội. Theo như định luật di truyền thể chất, con người được phát triển dần dần từ amíp, là một dạng động vật đơn bào, trải qua các giai đoạn phát triển tương ứng với tất cả những loài động vật đã biết hiện nay trên trái đất này.
bao gồm cả những loài đang tồn tại và những loài đã tuyệt chủng. Mỗi thế hệ mà con người đã đi qua, con người đã thêm vào bản chất của mình những đặc điểm, thói quen và hình dáng của thế hệ đó. Do đó, sự di truyền thể chất của con người là một tập hợp không đồng nhất của nhiều thói quen và hình dạng. Người ta vẫn cho rằng, 6 nỗi sợ cơ bản của con người không thể hình thành qua sự di truyền thể chất. 6 nỗi sợ cơ bản này liên quan đến trạng thái tinh thần của tâm trí. Sau đó, chúng không có khả năng truyền qua di truyền thể chất. Tuy nhiên, 6 nỗi sợ này rõ ràng đã được hình thành thông qua sự di truyền thể chất ở điều kiện thuận lợi nhất. Ví dụ như, người ta vẫn tin rằng toàn bộ quá trình tiến hóa thể chất dựa trên sự chết chóc, sự hủy diệt, sự thương vong và sự tàn phá. Tất cả các yếu tố trên trái đất đều vận động theo hướng đi lên trong quá trình tiến hóa. Một dạng sống mất đi để dạng khác tiến hóa hơn có thể tồn tại. Tất cả các thảm thực vật sống được bằng cách ăn các tài nguyên của đất và không khí. Tất cả các loài động vật sống được bằng cách ăn các loài thực vật hoặc động vật khác yếu thế hơn. Các tế bào của tất cả thảm thực vật có trí thông minh rất cao. Tương tự vậy, các tế bào của tất cả loài động vật cũng có trí thông minh rất cao. Không còn gì nghi ngờ nữa, các tế bào động vật của một con cá cũng phải trải qua những trải nghiệm cay đắng để biến đổi thành nhóm tế bào động vật được biết đến là loài cá diều hâu rất đáng sợ. Bởi trên thực tế, nhiều dạng độc vật, bao gồm con người, sinh tồn bằng cách ăn những độc vật nhỏ hơn và yếu hơn. Tế bào thông minh, thứ trở thành một phần của con người và những loài động vật khác, sản sinh ra những nỗi sợ được hình thành từ những kinh nghiệm trong quá trình bị ăn sống. Lý thuyết này có vẻ là rất xa vời, và trên thực tế, nó có thể không đúng, nhưng ít nhất, nó là một lý thuyết hợp lý khi chưa có một giả thuyết nào khác tồn tại. Tác giả không đưa ra quan điểm cụ thể nào về lý thuyết này, cũng không khẳng định rằng lý thuyết này có thể giải thích cho bất kỳ nỗi sợ nào trong số 6 nỗi sợ cơ bản. Có một cách khác và một lời giải thích tốt hơn nhiều về nguồn gốc của những nỗi sợ hãi này mà chúng ta sẽ tiến hành kiểm tra, bắt đầu bằng việc mô tả về sự di truyền xã hội. Cho đến nay, phần quan trọng nhất tạo nên một con người đến từ quy luật di truyền xã hội. Thuật ngữ này liên quan đến những phương pháp mà thế hệ trước đã áp đặt vào tâm trí của thế hệ sau, thông qua sự điều khiển tức thời về truyền thuyết, tín ngưỡng, mê tín, tư tưởng mà họ được thừa hưởng từ thế hệ đi trước. Thuật ngữ di truyền xã hội nên được hiểu là bất kỳ phương thức và tất cả các nguồn. Thông qua đó, một người có được kiến thức, chẳng hạn như học về tôn giáo, thông qua tất cả các hình thức khác như đọc, truyền miệng, kể chuyện và tất cả các cách truyền cảm hứng khác, đến từ những gì được coi là kinh nghiệm cá nhân của một người. Thông qua hoạt động của luật di truyền xã hội, bất cứ ai cũng có quyền kiểm soát tâm trí của một đứa trẻ, thông qua sự dạy dỗ hoặc hình thành trong đầu đứa trẻ. Bất cứ ý tưởng nào, dù sai hay đúng, theo cách mà đứa trẻ chấp nhận, đó là đúng, và nó trở thành một phần trong tính cách của đứa trẻ, như bất cứ tế bào hay cơ quan nào khác trong cơ thể, và rất khó thay đổi trong bản chất. Hãy nhớ rằng, khi bạn hẹn gặp một người nào đó, bạn phải có trách nhiệm đến đúng hẹn và không có quyền muộn dù chỉ một phút. Thông qua luật di truyền xã hội, các tín đồ tôn giáo luôn tìm cách ghim sâu những lễ nghi tôn giáo vào trong tâm trí của những đứa trẻ, khiến chúng chấp nhận và mãi mãi ghi nhớ những điều đó như một phần của niềm tin không thể chối bỏ. Chúng ta thường nói, trong 2 năm đầu tiên của cuộc đời, khi chưa bước vào giai đoạn hiểu biết chung, tâm trí của một đứa trẻ giống như một tờ giấy trắng, tự do và rộng mở để đón nhận bất cứ tư tưởng nào. Do vậy, bất kỳ ý tưởng nào được gieo vào tâm trí một đứa trẻ trong thời điểm này đều tự tin bám rễ và phát triển, thậm chí không bao giờ có thể bị xóa bỏ, cho dù những ý tưởng này đi ngược lại với logic và những nguyên tắc khác. Nhiều tín đồ tôn giáo cho rằng họ có thể cấy ghép sâu vào đầu một đứa trẻ các nguyên lý tôn giáo của họ mà không bao giờ để trí tuệ của đứa trẻ đó chừa ra một chỗ trống nào cho toàn bộ hoặc thậm chí một phần các tôn giáo khác. Những quan điểm này đã bị cường điệu hóa quá mức. Với cách giải thích dựa trên định luật di truyền xã hội,
người đọc sẽ sẵn sàng kiểm tra các nguồn gốc hình thành nên 6 nỗi sợ cơ bản. Hơn nữa, bất cứ người đọc nào, ngoại trừ những đứa trẻ chưa thực sự lớn, để khám phá những sự thật vượt xa khỏi những suy nghĩ đã bám rễ trong đầu chúng, đều có thể kiểm tra sự đúng đắn của nguyên tắc di truyền xã hội. Bởi những nguyên tắc này dùng để giải thích 6 nỗi sợ cơ bản mà không cần vượt ra khỏi những kinh nghiệm cá nhân của mỗi người. May mắn thay, thực tế, toàn bộ bằng chứng được đưa ra trong bài học này đều có căn cứ để tất cả những người muốn tìm kiếm sự thật đều có thể tự mình xác minh, cho dù bằng chứng đó có hợp lý hay không. Ít nhất, hiện tại, hãy gạt bỏ những định kiến và tư tưởng cố hữu của bạn. Sau này bạn có thể tiếp tục tin vào điều đó. Trong khi chúng ta đang nghiên cứu về nguồn gốc và bản chất của 6 kẻ thù tồi tệ, 6 nỗi sợ cơ bản, bắt đầu bằng nỗi sợ đói nghèo. Phải thực sự can đảm khi nói về nguồn gốc của nỗi sợ này, và có lẽ cần phải can đảm hơn nữa để thừa nhận sự thật sau khi điều này được nói ra. Nỗi sợ đói nghèo bắt nguồn từ xu hướng được di truyền của con người khi làm mồi cho đồng loại về mặt kinh tế. Hầu hết các động vật bậc thấp đều sống theo bản năng và dường như không có khả năng để suy luận hay nhận thức. Do đó, chúng ăn thịt lẫn nhau. Con người với khả năng trực giác, suy nghĩ và lý trí vượt trội của mình không ăn thịt đồng loại, mà thay vào đó, anh ta tìm thấy sự thỏa mãn lớn hơn trong việc ăn thịt bằng kinh tế. Trong tất cả các giai đoạn lịch sử của thế giới, thời đại mà chúng ta đang sống dường như là thời đại của sự tôn thờ tiền bạc. Một con người có thể bị coi là dưới đáy xã hội nếu như anh ta không sở hữu một tài khoản ngân hàng dư giả. Không có điều gì mang lại cho con người nhiều đau khổ và nhục nhã như nghèo đói. Không có gì lạ khi một người sợ rơi vào tình trạng đói nghèo. Thông qua hàng loạt kinh nghiệm mà con người tích lũy được trong cuộc sống, chắc chắn con người không thể tin tưởng lẫn nhau về những vấn đề liên quan đến tiền bạc hay sự sở hữu. Nhiều cuộc hôn nhân diễn ra khi ngay từ lúc bắt đầu và thường là cả kết thúc chỉ dựa trên sự giàu có của một hoặc cả hai bên. Do đó, không có gì lạ khi các tòa án ly hôn thường bận rộn. Cụm từ xã hội trong tiếng Anh Society có thể đánh phần là Society, bởi vì chữ S khiến ta liên tưởng đến ký hiệu của đồng đô la. Thật đáng mừng là con người có thể làm giàu theo bất cứ cách nào, miễn là hợp pháp. Nỗi sợ đói nghèo là một điều thật khủng khiếp. Một người có thể phạm tội giết người, cướp bóc, hãm hiếp và tất cả các hành vi vi phạm quyền công dân khác, vẫn có thể lấy lại được vị trí cao trong xã hội, miễn là anh ta giàu có. Do vậy, nghèo đói là một tội ác, một lỗi lầm không thể tha thứ. Bởi thế, không có gì phải thắc mắc khi người ta lại sợ sự nghèo đói đến vậy. Mỗi cuốn sách về quy luật trên thế giới đều có bằng chứng cho thấy nỗi sợ đói nghèo là một trong 6 nỗi sợ cơ bản của nhân loại, vì người ta đều có thể dễ dàng tìm thấy rất nhiều luật lệ và điều khoản bảo vệ kẻ yếu khỏi kẻ mạnh. Dành thời gian chứng minh rằng nỗi sợ đói nghèo là một trong những nỗi sợ hãi di truyền của con người, hoặc là nỗi sợ này có nguồn gốc từ bản chất lừa gạt đồng loại của con người. Tương tự như việc cố gắng chứng minh 3 x 2 bằng 6, rõ ràng sẽ không có người đàn ông nào sợ nghèo đói nếu như anh ta tin tưởng đồng loại của mình sẵn có thức ăn, nơi trú ẩn và các điều kiện tự nhiên khác đủ để phục vụ nhu cầu của tất cả con người trên trái đất. Rõ ràng, mỗi người sẽ được hưởng tất cả sự tốt đẹp này một cách công bằng, ngoại trừ những người tham lam và luôn muốn giành giật với người khác. Ngay cả khi anh ta có tất cả và thậm chí còn nhiều hơn những gì anh ta cần. Nỗi sợ thứ hai trong số 6 nỗi sợ cơ bản mà con người bị ràng buộc là nỗi sợ tuổi già. Nỗi sợ này bắt nguồn từ hai nguyên nhân. Thứ nhất, người ta nghĩ rằng tuổi già có thể kéo theo đói nghèo. Thứ hai, đây cũng là nguồn gốc phổ biến nhất từ những giáo phái, giáo lý và học thuyết sai lầm, với những hình ảnh về lửa và đá, địa ngục và ma quỷ và những giả thuyết khác mà con người đã tìm hiểu về nỗi sợ tuổi già, bởi nghĩ rằng tuổi già ập đến là khi mình sắp gần đất xa trời, đến với một thế giới khác còn khủng khiếp hơn cả thế giới này, trong khi thế giới này đã đủ tồi tệ rồi. Con người có hai lý do chính đáng cho việc e ngại tuổi già.
Một là mất niềm tin vào đồng loại khi họ có thể chiếm đoạt bất cứ tài sản nào của anh ta. Và điều tiếp theo phát sinh từ việc tưởng tượng những bức tranh khủng khiếp về thế giới bên kia, thứ được gieo sâu vào tâm trí anh ta từ rất lâu trước cả khi anh ta sở hữu tâm trí đó, thông qua luật di chuyển xã hội. Chắc chẳng có ai thắc mắc về câu hỏi liệu con người có sợ tiến đến tuổi già hay không? Nỗi sợ cơ bản thứ ba là nỗi sợ bị phê phán. Lý giải việc tại sao con người hình thành nỗi sợ này có lẽ rất khó, nếu như không muốn nói là không thể. Nhưng có một điều chắc chắn, nỗi sợ này được phát triển một cách tự phát trong mỗi con người. Một số người tin rằng nỗi sợ hãi này xuất hiện trong tâm trí của con người cùng thời gian mà chính trị ra đời. Nhiều người khác thì tin rằng nguồn gốc của nỗi sợ này không cần phải truy tìm xa hơn cuộc họp đầu tiên của một tổ chức phụ nữ được gọi là Hội Phụ Nữ. Vẫn có những trường phái hài hước khác buộc tội nguồn gốc liên quan tới nội dung của Kinh Thánh với những trang phê phán đầy bạo lực. Nếu nhận định này là chính xác và tất cả những gì tìm thấy trong Kinh Thánh không bị nhầm lẫn, thì Thiên Chúa phải chịu trách nhiệm cho nỗi sợ bị phê phán vốn có của con người, bởi Thiên Chúa là nguyên nhân khiến cho Kinh Thánh được viết ra. Tác giả của cuốn sách này không phải là một người hài hước hay nhà tiên tri, mà chỉ là một người làm việc bình thường, có khuynh hướng gán nỗi sợ bị phê phán cho bản chất kế thừa của con người, thứ mà không chỉ lấy đi của cải vật chất từ những người đồng hương mà còn biện minh cho hành động của mình bằng việc phê phán tính cách của đồng loại. Nỗi sợ phê phán diễn ra dưới nhiều hình thức khác nhau, phần lớn trong số đó là do bản chất nhỏ mọn và tầm thường, thậm chí còn trẻ con đến mức cùng cực. Chẳng hạn, những người đàn ông bị hói không vì lý do nào khác ngoài nỗi sợ bị phê phán. Đầu họ trở nên hói bởi sự bảo vệ của những chiếc mũ với giải băng thắt chặt ngăn chặn sự lưu thông của chân tóc. Họ đội mũ không phải bởi họ cảm thấy thoải mái, mà chủ yếu là vì mọi người đều đội mũ, cho nên nếu không làm như vậy, những người khác sẽ chê cười họ. Phụ nữ hiếm khi bị hói đầu hay thậm chí bị thưa tóc bởi vì họ đội mũ lòng với mục đích duy nhất là vì lý do hợp thời trang. Tuy nhiên, phụ nữ cũng không thể tránh khỏi nỗi sợ bị phê phán liên quan đến mũ. Nếu bất cứ người phụ nữ nào tuyên bố là họ can đảm hơn đàn ông về nỗi sợ này, hãy yêu cầu cô ấy đội một chiếc mũ đã lỗi mốt bước xuống phố. Trong mỗi linh hồn đã được ký gửi hạt giống hứa hẹn một tương lai tuyệt vời, nhưng hạt giống đó sẽ không bao giờ nảy mầm hoặc không được phát triển trừ khi được tác động bởi những hành động hữu ích. Những công ty thiết kế thời trang đã không chậm trễ trong việc tận dụng nỗi sợ bị phê phán này, điều mà cả nhân loại đều né tránh. Vào mỗi mùa, người ta sẽ quan sát những thay đổi về phong cách thời trang qua các bài báo. Vậy ai là người tạo ra phong cách? Chắc chắn không phải là người mua quần áo, mà là nhà thiết kế. Tại sao một người lại thay đổi phong cách thường xuyên như vậy? Rõ ràng sự thay đổi này khiến cho nhà sản xuất có thể bán được nhiều quần áo hơn. Vì lý do tương tự, các nhà sản xuất ô tô, với rất ít ngoại lệ, thay đổi thiết kế sản phẩm mỗi mùa. Các công ty thiết kế thời trang hiểu được rằng con người rất ngại mặc những bộ quần áo lỗi mốt khác với những gì mà mọi người đang mặc bây giờ. Điều này không đúng sao? Không phải chính kinh nghiệm của bạn cũng đang chứng minh cho điều đó sao? Chúng ta đã phân tích cách cư xử của mọi người dưới ảnh hưởng của nỗi sợ bị phê phán khi áp dụng vào những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống. Bây giờ, chúng ta cùng kiểm chứng hành vi của con người với nỗi sợ này trong mối liên quan đến các vấn đề quan trọng hơn, như việc giao tiếp của con người chẳng hạn. Ví dụ như, thực tế là bất kỳ người nào đã đến tuổi trưởng thành về tinh thần, trung bình từ 35 đến 45 tuổi, và nếu bạn có thể đọc được suy nghĩ của người đó, bạn sẽ thấy trong não bộ của họ có những ý nghĩ, nghi hoặc và ý kiến trái chiều với những câu chuyện hoang đường được giáo dục bởi đa số những nhà truyền giáo. Mạnh mẽ và phi thường là biểu hiện của nỗi sợ bị phê phán. Có thời điểm cách đây không lâu, từ không có tín ngưỡng có nghĩa là hủy hoại bất cứ ai nó tác động đến. Do đó, người ta thấy nỗi sợ bị phê phán của con người tồn tại không phải là không có nguyên nhân. Nỗi sợ cơ bản thứ tư là nỗi sợ đánh mất người mình yêu thương. Rõ ràng là nguồn gốc của nỗi sợ hãi này tuy ít được nói đến, bắt nguồn từ nhu cầu của con người khi muốn sở hữu người bạn đời của người khác, hoặc ít nhất là để có được tự do với cô ấy hoặc anh ấy,
mà không biết đến Chúa hay người chồng hoặc người vợ hợp pháp của cô ấy hoặc anh ấy. Về bản chất, tất cả đàn ông đều đa thê, ngoại trừ những người quá già đến nỗi các chức năng tình dục không thể hoạt động bình thường, hoặc do một số nguyên nhân khác làm mất khả năng của một số tuyến giáp chịu trách nhiệm trong việc bị thu hút bởi người khác giới. Có một chút nghi ngại rằng sự ghen tuông hay tất cả các dạng thức tương tự khác của chứng mất trí nhớ, chứng điên cuồng, dù nặng hay nhẹ, đã phát sinh từ nỗi sợ hãi, có khả năng di truyền về việc đánh mất tình yêu với ai đó. Trong tất cả những trường hợp ngốc nghếch mà tác giả đã nghiên cứu, một người đàn ông ghen tuông với người mình yêu hoặc ngược lại là điều kỳ lạ nhất. May mắn thay, tác giả đã từng trải qua cảm giác này một lần, và từ kinh nghiệm cá nhân đó, tôi có đủ căn cứ để biện minh rằng nỗi sợ mất tình yêu của ai đó là một trong những nỗi đau, thậm chí là đau khổ nhất trong tất cả 6 nỗi sợ cơ bản. Và có vẻ hợp lý khi nói thêm rằng nỗi sợ này góp phần tàn phá tâm trí con người, khiến con người bị tổn thương nhiều hơn bất kỳ 6 nỗi sợ cơ bản nào khác của nhân loại, có thể dẫn đến những hành động dữ dội và điên rồ hơn. Nỗi sợ cơ bản thứ 5 là nỗi sợ ốm đau, bệnh tật. Ở một mức độ đáng kể, nỗi sợ hãi này có cùng nguồn gốc với nỗi sợ nghèo đói và tuổi già. Nỗi sợ ốm yếu có mối quan hệ chặt chẽ với nỗi sợ nghèo đói và tuổi già, bởi nó đều dẫn con người đến ranh giới của một thế giới khủng khiếp, nơi mà con người chưa từng biết đến, nhưng đã được nghe kể một vài câu chuyện không mấy hay ho. Tác giả vô cùng nghi ngại rằng những người tham gia vào việc kinh doanh các sản phẩm tốt cho sức khỏe có liên quan đáng kể đến việc thúc đẩy nỗi sợ hãi ốm đau, bệnh tật trong tâm trí của con người. Đã từ rất lâu, thế giới đã biết đến nhiều hình thức khác nhau để điều trị và giữ gìn sức khỏe. Nếu một con người mưu sinh bằng việc duy trì sức khỏe tốt cho người khác, thì rõ ràng anh ta sẽ dùng mọi phương pháp để thuyết phục mọi người sử dụng dịch vụ mà anh ta cung cấp. Do vậy, theo thời gian, có thể con người sẽ thừa hưởng nỗi sợ bệnh tật, ốm yếu. Nỗi sợ thứ 6 và cũng là nỗi sợ cuối cùng, đó là nỗi sợ cái chết. Đối với nhiều người, đây là điều tồi tệ nhất trong tất cả 6 nỗi sợ cơ bản. Tất nhiên bao gồm cả những sinh viên theo học ngành tâm lý. Những sản vật khủng khiếp về nỗi sợ liên quan đến cái chết có thể bắt nguồn từ sự cuồng tín tôn giáo. Đây được coi là nguyên nhân chủ yếu chịu trách nhiệm cho nỗi sợ này, nhiều hơn tất cả các nguyên nhân khác gộp lại. Những người được gọi là vô tín ngưỡng không sợ chết nhiều như những người được truyền bá văn minh, đặc biệt là nhóm dân số văn minh đã chịu ảnh hưởng của thần thánh học. Trong hàng trăm triệu năm, con người luôn băn khoăn những câu hỏi chưa từng được giải đáp, và có thể là những câu hỏi không thể trả lời. Khi nào và tại sao? Tôi đến từ đâu và tôi sẽ đi đâu sau khi chết? Dù là người xảo quyệt hay trung thực và đáng tin cậy, ai cũng tham gia vào cuộc đua tìm kiếm câu trả lời cho những câu hỏi này. Trong thực tế, việc trả lời những câu hỏi này thường dành cho những chuyên gia nghiên cứu, những người dành tâm huyết cả đời đi tìm tòi và nghiên cứu. Bây giờ, hãy theo dõi nguồn gốc chính của nỗi sợ cái chết. Người đứng đầu một giáo phái nói rằng, hãy vào trong lều của tôi, nắm lấy đức tin của tôi, chấp nhận tín ngưỡng của tôi và trả lương cho tôi, và tôi sẽ đưa cho bạn một tấm vé để bạn có thể lên thẳng thiên đàng sau khi bạn chết. Ông ta cũng kèm theo, ra khỏi lều của tôi và bạn sẽ đi thẳng xuống địa ngục, nơi bạn sẽ bị đốt cháy trong cõi vĩnh hằng. Trong khi, trên thực tế, vị giáo chủ này không thể đảm bảo việc lên thiên đàng. Nhưng khi truyền bá như vậy, người ta sẽ nghĩ đến điều không may phải rơi xuống địa ngục sau khi chết. Điều này tạo ra những tưởng tượng khủng khiếp trong tâm trí con người và nỗi sợ hãi về cái chết. Trong thực tế, chẳng ai biết được thực sự thiên đàng hay địa ngục là gì, tồn tại ra sao. Chính sự thiếu hiểu biết đó là lỗ hổng để những giáo phái dễ dàng điều khiển tâm trí của con người với những thủ thuật lừa đảo và gian lận khác nhau. Sự thật, không có bất cứ điều gì phủ nhận được rằng không ai biết được con người đến từ đâu hoặc sẽ đi về đâu sau khi chết. Bất cứ ai phủ nhận điều này thì hoặc là anh ta tự lừa dối chính mình, hoặc là anh ta là một kẻ mạo danh nhằm mục đích kinh doanh dịch vụ hợp pháp dựa trên niềm tin của người khác. Tuy nhiên, đa số những người đang ngày đêm bán tấm vé lên thiên đàng cho người khác đều thực sự tin rằng họ không chỉ biết thiên đàng tồn tại ở đâu, mà tín ngưỡng và cách thức của họ sẽ dẫn lối an toàn cho tất cả những ai nghe theo họ.
Niềm tin này có thể được tóm tắt trong từ tính cả tin. Nhìn chung, các nhà lãnh đạo tôn giáo đưa ra tuyên bố rộng rãi, sâu rộng rằng nền văn minh hiện tại tồn tại được là nhờ những công việc được thực hiện ở các nhà thờ. Theo quan điểm cá nhân, tác giả sẵn sàng chấp nhận những tuyên bố tôn giáo của họ là chính xác. Đồng thời, tác giả cũng nói thêm rằng, ngay cả khi những tuyên bố này là đúng, các nhà thần học cũng không có quyền khoe khoang. Tuy nhiên, nhìn chung, các nhà lãnh đạo tôn giáo đưa ra tuyên bố rộng rãi, sâu rộng bằng nền văn minh hiện tại tồn tại được là nhờ những công việc được thực hiện ở các nhà thờ. Theo quan điểm cá nhân, tác giả sẵn sàng chấp nhận những tuyên bố tôn giáo của họ là chính xác. Đồng thời, tác giả cũng nói thêm rằng, ngay cả khi những tuyên bố này là đúng, các nhà thần học cũng không có quyền khoe khoang. Tuy nhiên, không đúng khi khẳng định rằng nền văn minh của nhân loại đã phát triển nhờ có sự nỗ lực của nhà thờ và các tổ chức tín ngưỡng, bởi thuật ngữ văn minh có nghĩa là sự khám phá các quy luật tự nhiên và những phát minh mà hiện tại thế giới đang kế thừa. Nếu các nhà thần học muốn tuyên bố rằng một phần của nền văn minh có liên quan đến hành vi của con người đối với đồng loại của mình, thì điều này hoàn toàn được hoan nghênh. Nhưng mặt khác, nếu họ muốn lợi dụng tôn giáo để lấp liếm đi các khám phá khoa học của nhân loại, thì tác giả xin phép được đưa ra những lập luận phản kháng mạnh mẽ. Bạn thật may mắn khi hiểu được sự khác nhau giữa thất bại tạm thời và thất bại hoàn toàn. Bạn càng may mắn hơn khi biết được rằng mầm mống của sự thành công ẩn chứa trong mỗi lần thất bại mà bạn đã trải qua. Hầu như không đủ căn cứ để khẳng định rằng sự di truyền xã hội là phương pháp mà qua đó con người thu thập tất cả kiến thức thông qua năm giác quan. Quan trọng hơn, di truyền xã hội hoạt động như thế nào qua những ứng dụng khác nhau trong cuộc sống. Từ đó nó sẽ giúp cho người đọc có những hiểu biết toàn diện về quy luật đó. Chúng ta hãy bắt đầu với một số động vật bậc thấp hơn và nghiên cứu cách thức mà chúng bị ảnh hưởng bởi luật di truyền xã hội. Ngay sau khi tác giả bắt đầu điều tra các nguồn mà từ đó con người thu thập kiến thức, khoảng 30 năm trước, ông phát hiện ra tổ của một con chim cá mú xù lông. Cái tổ nằm ở vị trí mà tác giả có thể nhìn thấy được như chim mẹ từ một khoảng cách đáng kể khi nó ở trên tổ. Với sự trợ giúp của kính hiển vi, con chim được theo dõi sát sao cho đến khi những con chim non nở ra. Sự quan sát này vẫn diễn ra hàng ngày, cho đến một vài giờ sau khi những con chim non chui ra khỏi vỏ. Để biết được điều gì sắp diễn ra, tác giả đã tiếp cận tổ chim. Con chim mẹ vẫn ở gần đó, cho đến khi tác giả thâm nhập vào phạm vi bán kính, khoảng 10 hay 12 bước chân của nó. Nó xù lông, vươn một cánh che chân và lảng vảng đi, giả vờ bị tê liệt. Có phần quen thuộc với những mánh khóe của con chim mẹ, tác giả đã không làm theo nó, mà thay vào đó, tác giả đi đến tổ để quan sát những con chim non. Không có một chút dấu hiệu nào của sự sợ hãi. Những con chim non này hướng mắt về phía ông, di chuyển đầu từ hướng này sang hướng khác. Tác giả cúi xuống và nhặt một trong số chúng lên. Không có dấu hiệu sợ hãi. Chú chim đứng yên trong lòng bàn tay của tác giả. Ông đặt con chim trở lại tổ và rời xa một khoảng cách an toàn để con chim mẹ có cơ hội quay trở lại tổ. Rất nhanh sau đó, chim mẹ bắt đầu thận trọng tiến về phía tổ cho đến khi nó chỉ cách tổ một vài bước chân. Nó dang rộng đôi cánh và chạy nhanh hết mức có thể, đồng thời phát ra một loạt âm thanh giống như tiếng gà mái khi nó đã tìm thấy một số thức ăn và muốn chia sẻ với các con của mình. Chim mẹ tập hợp những con chim nhỏ xung quanh. Nó tiếp tục run rẩy, lắc cánh và xù lông một cách cực kỳ dữ dội. Người ta gần như có thể nghe thấy những lời nói của chim mẹ khi nó dạy cho những chú chim nhỏ bài học đầu tiên về tự vệ thông qua quy luật kế thừa xã hội. Các con là những sinh vật nhỏ bé ngốc nghếch. Các con không biết rằng con người là kẻ thù của chúng ta hay sao? Thật xấu hổ vì con đã cho phép người đàn ông đó bế con trên tay. Cũng thật ngạc nhiên khi ông ta không mang con đi và ăn thịt con. Lần sau, khi thấy con người tiến lại gần, hãy làm cho mình trở nên vô hình. Hãy nằm xuống đất, chạy dưới những tán lá, hay đi bất cứ nơi nào để thoát khỏi tầm nhìn và tiếp tục ẩn nấp cho đến khi kẻ thù rời đi. Những con chim nhỏ đứng xung quanh và lắng nghe bài giảng với sự thích thú mãnh liệt. Sau khi chim mẹ im lặng, tác giả lại bắt đầu tiếp cận tổ. Trong vòng khoảng 20 bước chân, để bảo vệ gia đình mình, thì con chim mẹ lại bắt đầu đánh lạc hướng tác giả
bằng cách vỗ cánh của mình và đi loạng choạng như thể nó đang bị què. Ông nhìn vào tổ với ánh mắt vô vọng, không thể tìm thấy bất cứ con chim non nào. Chúng đã áp dụng rất nhanh bài học lẩn tránh kẻ thù nhờ vào bản năng tự nhiên của chúng. Một lần nữa, tác giả rút lui, chờ đợi cho đến khi chim mẹ tập hợp đầy đủ những chú chim non, sau đó lại tiến đến thăm chúng, nhưng vẫn có kết quả tương tự. Khi anh đến gần nơi anh nhìn thấy con chim mẹ lần cuối cùng, không tìm thấy bất cứ dấu hiệu nào, dù là nhỏ nhất của những con chim non. Khi còn nhỏ, tác giả đã bắt được một con quạ non và mang nó về nuôi như thú cưng. Con chim có vẻ khá hài lòng với môi trường xung quanh và học cách thực hiện nhiều thủ thuật đòi hỏi trí thông minh đáng kể. Sau khi con chim đủ lớn để bay, nó được phép bay đi bất cứ nơi nào nó muốn. Đôi khi nó sẽ biến mất trong nhiều giờ, nhưng nó luôn trở về nhà trước khi rời tổ. Một ngày nọ, có một số con quạ hoang tham gia vào cuộc chiến với một con cú trên cánh đồng gần nhà, nơi con quạ của nhà tôi sinh sống. Ngay khi con quạ nhà nghe thấy tiếng quác quác của đồng loại mình là loài quạ hoang, nó bay lên trên nóc nhà và có dấu hiệu bị kích động, bay từ đầu này sang đầu kia. Cuối cùng, nó chắp cánh và bay theo hướng trận chiến. Tác giả liền theo dõi thêm những gì sẽ xảy ra. Trong vài phút, tôi đến chỗ con quạ nhà. Nó đang đậu trên cành cây thấp, và hai con quạ hoang đang đậu trên cành cây ngay phía trên, trò chuyện và đi đi lại lại. Hành động giống như cách mà cha mẹ đang tức giận cư xử với con cái khi muốn trừng phạt chúng. Khi tác giả đến gần, hai con quạ hoang đã bay đi, một con lượn lờ quanh gốc cây vài lần. Trong lúc đó, nó phát ra tiếng kêu như ngôn ngữ riêng của loài quạ, mà không nghi ngờ gì nhắm vào con quạ nhà, người họ hàng ngốc nghếch của nó. Con vật không có lý do gì để bay lên, trong khi bay là điều cần thiết đối với loài quạ. Tác giả đã gọi con quạ nhà, nhưng nó không để ý. Tối hôm đó, nó vẫn trở về nhà, nhưng không tiến vào gần ngôi nhà. Nó ngồi trên một cành cây táo cao và nói chuyện bằng tiếng quạ trong khoảng 10 phút. Nói rằng không còn nghi ngờ gì nữa, nó đã quyết định quay trở lại cuộc sống hoang dã với những người bạn của nó. Sau đó nó bay đi suốt 2 ngày sau đó. Khi quay trở lại, nó dường như nói chuyện nhiều hơn bằng ngôn ngữ của loài quạ, trong khi vẫn giữ khoảng cách an toàn. Cuối cùng nó bay đi và không bao giờ quay trở lại nữa. Hẳn là sự kế thừa xã hội đã lấy đi của tác giả một con thú cưng. Niềm an ủi duy nhất ông có được từ việc mất con quạ của mình là ý nghĩ rằng nó đã thể hiện tình cảm đối với chủ bằng cách quay trở lại và đưa ra thông báo về ý định rời đi. Nhiều vật nuôi khác đã rời khỏi trang trại mà không gặp rắc rối với hình thức này. Một ví dụ nổi tiếng là một con cáo sẽ áp dụng mọi cách để săn bắt gia cầm và những loài động vật khác nhỏ hơn, ngoại trừ con trồn hôi. Không có lý do gì để giải thích cho việc con trồn hôi được miễn cả. Một con cáo có thể ăn thịt con trồn hôi một lần, nhưng không bao giờ lặp lại đến lần thứ hai. Vì lý do này, một con trồn hôi khi bị nhốt với một con gà trống sẽ khiến tất cả những con cáo, ngoại trừ những con non và thiếu kinh nghiệm, tránh xa ở một khoảng cách an toàn. Mùi của một con trồn hôi, một khi đã ngửi thấy, thì không bao giờ có thể quên được, thậm chí ở khoảng cách xa. Không có mùi nào khác có thể so sánh được với mùi hôi đó. Không có tài liệu nào ghi lại rằng bất cứ con cáo mẹ nào cũng từng dạy con mình cách phát hiện và tránh xa mùi hôi của con trồn hôi. Nhưng tất cả những người biết về truyền thuyết cáo đều hiểu rằng cáo và trồn hôi không bao giờ tìm đến nơi trú ngụ trong cùng một hang động. Nhưng một bài học này là đủ để dạy con cáo tất cả những gì nó quan tâm và cần biết về con trồn hôi. Thông qua quy luật di truyền xã hội vận hành qua khứu giác, một bài học có thể giúp ích cho toàn bộ vòng đời của loài cáo. Một con ếch bò, bullfrog, có thể bị bắt bằng một cái lưỡi câu cá nếu ta gắn một mảnh vải nhỏ màu đỏ hay bất kỳ một vật nhỏ màu đỏ nào khác và lưỡi câu và để nhử trước mũi con ếch đó. Vì thế, ngài ếch có thể bị bắt theo cách này, với điều kiện là nó bị mắc câu ngay lần đầu tiên chộp lấy mồi. Nhưng nếu con ếch không cắn câu, thì nó có thể thực hiện một cuộc chạy trốn, hay nếu nó cảm nhận được cái lưỡi câu khi nó cắn vào mồi, thì nó cũng sẽ không bị mắc câu và cũng sẽ không bao giờ mắc lại sai lầm tương tự như vậy nữa. Tác giả đã mất rất nhiều thời gian để dồn toàn bộ công sức của mình trong việc lén lút móc một mẫu vật mong muốn gây sự chú ý.
nhưng nó đã bị đớp hụt. Trước khi biết rằng một bài học về di chuyển xã hội là đủ để dạy cho ngay cả một con ếch ộp tầm thường. Tác giả đã từng sở hữu một chú chó rất ngoan, thuộc giống chó Iridor. Và tôi không hề khó chịu khi con chó đó có thói quen tha một con gà con về nhà. Có lạ lùng không khi phần lớn những điều chúng ta sợ hãi lại chẳng bao giờ xảy đến, rằng chúng ta phá hủy sự sáng tạo của mình bởi nỗi sợ thất bại, khi mà trong thực tế, thất bại lại là liều thuốc bổ hữu dụng nhất và nên được chấp nhận đúng như vậy. Mỗi lần con gà được lôi ra khỏi con chó, nó đã có thay đổi, nhưng rồi đâu lại vào đấy. Con chó lại hứng thú với việc bắt những con vật thuộc họ chim, với mục đích dạy bảo con chó và như một sự thử nghiệm với luật di truyền xã hội. Con chó này đã được đưa đến trang trại của một người hàng xóm, nơi có một con gà mái và một vài con gà con mới nở. Con gà mái bị nhốt ở trong chuồng và con chó được nhốt chung. Ngay khi mọi người đi khỏi, con chó chậm chậm tiến về phía con gà mái, đánh hơi về phía con gà mái một hoặc hai lần, để chắc chắn rằng con gà mái là con mồi mà con chó đang tìm kiếm. Sau đó lao về phía con gà mái. Trong khi đó, con gà mái đã làm một số việc, quan sát con chó trong khả năng của mình, bởi con gà gặp con chó giữa chừng. Hơn nữa, con chó thể hiện sự ngạc nhiên về đôi cánh và bộ móng vuốt, thứ mà con chó chưa từng nhìn thấy trước đây. Vòng đầu tiên, lợi thế rõ ràng thuộc về con gà mái. Một con gà mái khỏe mạnh tin rằng con chó không thể thoát khỏi móng vuốt của nó một cách dễ dàng. Do đó, con chó lùi lại một khoảng cách ngắn, rồi lại đột kích. Lần này, con gà mái nhảy lên lưng con chó, cào móng vuốt của nó và da con chó và tận dụng liên tục vũ khí tấn công này. Con chó rút lui vào một góc, nhìn xung quanh như thể đang lắng nghe ai đó, rung chuông báo hiệu dừng cuộc chiến cho đến khi nó được trở về địa bàn của mình. Nhưng con gà mái không dừng lại. Nó không có thời gian để cân nhắc. Nó phải khiến cho đối thủ của mình chạy trốn. Điều này cho thấy rằng nó hiểu được giá trị của cuộc tấn công bằng cách xua đuổi con chó. Người ta gần như có thể hiểu tiếng của con gà mái khi nó dồn con chó. Iredale tội nghiệp từ góc này sang góc kia đang phát ra hàng loạt những âm thanh liên hồi cho toàn thế giới, giống như tiếng kêu từ một người mẹ đang tức giận, người đang kêu gọi để bảo vệ con của mình khỏi cuộc tấn công bởi những đứa con trai lớn tuổi hơn. Iredale là một chiến sĩ yếu ớt. Sau khi chạy quanh chuồng từ góc này sang góc khác trong khoảng 2 phút, nó trải mình trên mặt đất bằng phẳng nhất có thể và cố hết sức để bảo vệ mắt của mình bằng cách dụi mắt vào hai bàn chân. Con gà mái dường như đang nỗ lực khiến con chó liếc mắt ra. Người chủ của con gà mái sau đó bước vào chuồng gà và thả con chó ra. Hay nói chính xác là ông ta đã cứu lấy con chó bằng cách đưa nó ra khỏi chuồng mà không gặp phải bất cứ sự kháng cự nào từ con chó. Ngày hôm sau, một con gà được đặt trong chuồng nơi con chó ngủ. Ngay khi nhìn thấy con gà, con chó đã cụp đuôi về giữa hai chân và chạy vào một góc. Con chó không bao giờ cố gắng để đuổi bắt con gà. Một bài học về sự di truyền xã hội thông qua xúc giác đủ để dạy cho con chó rằng đuổi gà có thể mang lại một chút thích thú nhưng cũng đầy rủi ro. Tất cả những minh họa này, ngoại trừ ví dụ đầu tiên, mô tả quá trình tích lũy kiến thức thông qua những trải nghiệm thực tế, quan sát sự khác biệt rõ rệt giữa kiến thức tích lũy được bằng trải nghiệm trực tiếp và kiến thức được tích lũy thông qua việc truyền đạt kiến thức của thế hệ đi trước cho những thế hệ sau, như trong trường hợp của con chim mẹ và con của nó. Những bài học ấn tượng nhất là những bài học được giới trẻ học hỏi từ những tiền bối, thông qua các phương pháp giảng dạy đầy màu sắc hay cảm xúc. Khi con chim mẹ gồng mình sải cánh, đứng hiên ngang trong bộ lông vũ, đang lắc mình liên tục giống như một người đang chịu đựng chứng tê liệt và nói chuyện với các con của mình một cách đầy dữ dội, nó đã gieo nỗi sợ hãi con người vào trái tim những con chim non theo cách mà chúng không bao giờ quên. Thuật ngữ di truyền xã hội được sử dụng trong bài học này có liên quan cụ thể đến tất cả các phương pháp mà một đứa trẻ được dạy về bất kỳ ý tưởng, giáo điều, tín ngưỡng, tôn giáo hoặc hệ thống đạo đức nào, bởi cha mẹ hoặc những người có thẩm quyền về nó, trước khi đến tuổi mà đứa trẻ đó có thể suy luận, suy ngẫm và tự học theo cách riêng của nó. Chúng ta có thể ước tính độ tuổi hợp lý cho một đứa trẻ học được điều này là từ 7 đến 12 tuổi. Có vô số hình thức sợ hãi
Nhưng không có gì nguy hiểm hơn nỗi sợ đói nghèo và tuổi già ập đến. Chúng ta điều khiển cơ thể của mình như thể chúng là nô lệ, bởi vì chúng ta sợ nghèo đến mức chúng ta muốn tích trữ tiền để lo cho tuổi già. Hình thức sợ hãi phổ biến này thúc đẩy chúng ta mạnh mẽ đến mức khiến chúng ta làm việc quá sức và dẫn đến thứ mà chúng ta đang đấu tranh để trốn tránh: nghèo đói và tuổi già. Thật là một thảm kịch khi chứng kiến một người đàn ông tự chèo lái trên quãng đường 40 năm của cuộc đời, độ tuổi mà anh ta mới bắt đầu trưởng thành về mặt tinh thần. Ở tuổi 40, một người đàn ông mới bước vào độ tuổi mà anh ta có thể nhìn, hiểu và đồng hóa những quy luật của tự nhiên khi nó xuất hiện trong những khu rừng, những dòng chảy trên những khuôn mặt của người lớn và trẻ nhỏ. Ấy vậy mà, nỗi sợ quỷ quái này chi phối anh ta sâu sắc đến nỗi anh ta trở nên mù quáng và lạc lối, và sự vướng víu của mê cung đầy rẫy những ham muốn mâu thuẫn nhau. Nguyên tắc nỗ lực có tổ chức bị mất phương hướng, và thay vì chờ đợi những thế lực tự nhiên đang hiện hữu xung quanh anh ta và cho phép những thế lực này dẫn dắt anh ta đạt tới đỉnh cao của thành tích, anh ta coi thường chúng và khiến chúng trở thành thế lực của sự phá hủy. Có lẽ không có lực lượng tự nhiên vĩ đại nào có sẵn cho sự phát triển của con người hơn là nguyên tắc tự ám thị. Nhưng sự thiếu hiểu biết về lực lượng này đang khiến phần lớn loài người áp dụng nó vào chặng đua của cuộc đời mình như một chướng ngại vật chứ không phải là một sự trợ giúp. Chúng ta hãy liệt kê những sự thật chỉ ra cách thức áp dụng sức mạnh tự nhiên một cách sai lầm. Một người thường thất vọng trong những trường hợp sau đây: bị bạn lừa dối, bị hàng xóm thờ ơ. Do đó, anh ta hoặc cô ta thường đánh đồng thông qua việc tự thuyết phục: tất cả người bạn đều không đáng tin cậy và tất cả hàng xóm đều không được coi trọng. Những suy nghĩ này đã đóng đinh vào tiềm thức của anh ấy hoặc cô ấy đến nỗi chúng chi phối toàn bộ thái độ của anh ấy hoặc cô ấy với người khác. Bây giờ hãy quay trở lại những gì học được ở chương 2 về việc một người sẽ thu hút những người có suy nghĩ tương tự với những suy nghĩ đang thống trị trong tâm trí của người đó. Áp dụng luật hấp dẫn và bạn sẽ sớm hiểu lý do tại sao những người hay ngờ vực thường thu hút xung quanh mình những người cũng hay ngờ vực như thế. Đảo ngược nguyên tắc. Có một người đàn ông chỉ nhìn thấy những điều tốt đẹp ở tất cả những người mà anh ta đã từng tiếp xúc. Nếu hàng xóm có vẻ không quan tâm đến anh ta không hề để ý đến điều đó. Vì anh ta làm cho mình trở nên bận rộn với những thú vui và công việc riêng, cũng như luôn suy nghĩ tích cực, lạc quan và tin tưởng vào người khác. Nếu mọi người nói chuyện với anh ta một cách gay gắt, anh ta vẫn đáp lời bằng giọng điệu nhẹ nhàng. Dựa vào quy luật hấp dẫn, anh ta thu hút được sự chú ý của những người có thái độ sống và suy nghĩ ôn hòa như anh ta. Phân tích nguyên tắc này sâu hơn nữa. Trường hợp khác, có một người đàn ông được học hành tử tế và có khả năng đóng góp cho xã hội những sản phẩm và dịch vụ tốt. Đôi khi, ở một vài nơi, người ta nói với anh ta rằng khiêm tốn là một đức tính tuyệt vời để đưa con người lên một tầm cao hơn so với những người tự cao tự đại. Do vậy, anh lặng lẽ đứng ở phía sau, trong khi những người khác mạnh dạn bước lên phía trước. Anh ta vẫn ở phía sau vì sợ sệt những gì mà người ta nói về mình. Dư luận xã hội, hoặc cái mà anh ta tin là dư luận xã hội, đã đẩy anh ta về phía sau và trở nên mờ nhạt trong thế giới. Bằng cấp của anh ta trở nên thừa thãi, vì anh ta không muốn để cho thế giới biết rằng anh ta đã từng đi học. Anh ta liên tục trấn an chính mình do sử dụng sức mạnh tự thuyết phục rằng anh ta nên ở trong vùng an toàn vì sợ bị chỉ trích. Như thể những lời chỉ trích sẽ gây thiệt hại cho anh ta hoặc cản trở mục tiêu của anh ta. Lại một ví dụ khác nữa, có một người đàn ông được sinh ra trong một gia đình nghèo khó. Kể từ khi còn nhỏ, anh ta đã biết rằng mình nghèo. Anh ta đã sống trong sự nghèo đói. Anh ta đã cảm nhận được gánh nặng mưu sinh trên vai, và điều này luôn ám ảnh trong tâm trí anh ta như một lời nguyền. Vô tình anh ta cho phép mình trở thành nạn nhân của niềm tin. Một khi đã nghèo thì luôn nghèo, cho đến khi niềm tin đó trở thành suy nghĩ thống trị trong tâm trí anh ta. Anh ta có thể ví với hình ảnh một con ngựa đang khổ sở với việc bị bóc lột mà quên mất rằng nó có sức mạnh tiềm tàng để phá vỡ gông cùm đó. Việc tự thuyết phục đã nhanh chóng khiến anh ta đi thụt lùi trong cuộc sống. Cuối cùng anh ta trở thành kẻ thua cuộc. Tham vọng không còn nữa,
cơ hội đến với anh ta không còn nữa, hoặc anh ta không đủ tầm nhìn để nhận ra điều đó. Anh ta phải chấp nhận số phận của mình. Đó là một thực tế rằng các khả năng của não bộ, giống như các chi của cơ thể, sẽ teo đi nếu như không được sử dụng. Sự tự tin cũng không phải là ngoại lệ. Nó sẽ phát triển khi được nuôi dưỡng, nhưng cũng sẽ biến mất khi không được tận dụng. Công việc của bạn và tôi đặc biệt giống nhau. Trong khi tôi đang cố gắng nghiên cứu quy luật của tự nhiên để tạo ra những mẫu thực vật hoàn hảo, thì bạn nghiên cứu về triết lý của luật thành công để tạo ra hình mẫu tư duy hoàn hảo. Luder Burbank. Một trong những nhược điểm chính của sự giàu có nhờ vào thừa kế đó là nó dẫn đến sự lười biếng và thiếu tự tin. Vài năm trước, một cậu bé được sinh ra là con của bà Emseline ở thành phố Washington. Gia tài của đứa bé được cho là khoảng 100 triệu đô la. Khi em bé này được đưa lên xe ngựa, các y tá, trợ lý, thám tử và những người hầu khác phải ngồi xung quanh để đảm bảo rằng không ai có thể gây hại được cho nó. Năm tháng trôi qua, sự bao bọc tương tự vẫn không thay đổi. Đứa trẻ này không phải tự mặc quần áo, mà những người hầu đã giúp nó làm điều đó. Những người phục vụ dõi theo đứa trẻ lúc đang chơi và ngay cả khi ngủ. Đứa trẻ không cần phải động tay động chân vào việc gì, bởi những người tôi tớ sẽ thay nó làm điều đó. Cho đến năm 10 tuổi, đứa bé chơi trong sân và thấy cổng sau đang mở ngõ. Trong 10 năm qua, nó chưa bao giờ bước ra ngoài cánh cổng đó, và tự nhiên, đứa trẻ muốn làm điều này. Nhân lúc người hầu không để ý, đứa trẻ lao ra cổng và bị một chiếc xe ô tô đang chạy tới đâm chết khi nó băng qua đường. Đứa trẻ đã được bao bọc bởi ánh mắt của những người hầu và phải dựa dẫm vào họ, chứ không thể tự mình quan sát và điều khiển cuộc sống của chính mình. 20 năm trước, tôi làm thư ký cho một người đàn ông có hai đứa con trai. Một đứa được gửi đến học tại đại học Virginia và đứa kia được đưa đến trường cao đẳng ở New York. Mỗi tháng, một phần nhiệm vụ của tôi là phải gửi một tấm séc trị giá 100 đô la cho mỗi cậu bé này. Đây là tiền tiêu vặt của họ. Họ có thể chi tiêu theo ý muốn. Tôi có thể nhớ được việc tôi đã ghen tị thế nào với những chàng trai này khi tôi thực hiện nhiệm vụ mỗi tháng. Tôi thường tự hỏi tại sao tạo hóa lại đưa tôi đến với thế giới trong sự nghèo khó. Tôi có thể trông vào tương lai và dõi xem những cậu bé này sẽ vươn lên đến những địa vị cao hơn trong cuộc sống như thế nào, trong khi tôi vẫn là một nhân viên bán hàng bình thường. Học xong, các chàng trai trở về nhà với lớp gia cừu. Cha của họ là một người đàn ông giàu có, sở hữu ngân hàng, đường sắt, mỏ than và các tài sản khác có giá trị lớn. Những vị trí tốt trong doanh nghiệp của cha họ đang chờ đợi các chàng trai này. Tuy nhiên, thời gian 20 năm có thể xảy ra những sự việc vô cùng tàn nhẫn đối với những người chưa bao giờ phải đấu tranh. Có lẽ cách an ủi hơn để nói về sự thật này chính là thời gian sẽ cho những người chưa bao giờ phải vật lộn trong cuộc sống có cơ hội chơi những trò chơi mạo hiểm của bản thân. Dù sao đi nữa, hai cậu bé này cũng đã mang từ trường về nhà những thứ khác ngoài lớp gia cừu. Chúng đã trở về với những tấm bằng loại khá, thành tích được tạo nên từ hàng trăm đô la mà mỗi người đã nhận được mỗi tháng, giúp họ không cần thiết phải vật lộn trong cuộc sống. Câu chuyện của họ khá dài và buồn. Có những chi tiết sẽ không khiến bạn quan tâm, nhưng bạn sẽ quan tâm đến đoạn kết của họ. Khi đang viết chương này, tôi đã đặt trên bàn của mình một bản sao của tờ báo được xuất bản ở thị trấn, nơi mà những cậu bé này đang sống. Cha của họ đã bị phá sản, phải rao bán căn biệt thự đắt đỏ của ông, nơi mà các cậu bé được sinh ra. Một trong hai cậu bé chết sau cơn hôn mê sâu và đứa còn lại ở trong nhà thương điên. Tuy nhiên, không phải tất cả con trai của những người đàn ông giàu có đều có kết thúc đáng tiếc. Nhưng thực tế, sự bị động dẫn đến việc giảm sút khả năng, mất tham vọng và sự tự tin. Nếu không có những yếu tố cần thiết này, một người đàn ông sẽ khó có thể mưu sinh vững vàng trên đôi chân của mình, giống như một chiếc lá khô có thể dễ dàng bị cuốn theo bởi những cơn gió đi lạc. Đấu tranh không phải là một bất lợi, mà là một lợi thế quyết định, bởi vì nó giúp khai phá và phát triển những khả năng khác của con người. Nhiều người đàn ông đã khẳng định được tên tuổi của mình trên thế giới vì bắt buộc phải đấu tranh từ sớm để tồn tại trong cuộc sống.
thiếu kiến thức về những lợi thế tích lũy được từ việc cạnh tranh đã khiến nhiều bậc cha mẹ nói rằng tôi đã phải làm việc vất vả từ bé, chỉ mong con tôi có cuộc sống dễ dàng hơn. Những đứa trẻ tội nghiệp, một người có cuộc sống dễ dàng thường gặp khó khăn lớn hơn so với những người bình thường phải đi kiếm sống từ sớm. Còn nhiều điều tồi tệ hơn trong thế giới này so với việc buộc phải mưu sinh sớm. Sự nhàn rỗi cưỡng bức còn tồi tệ hơn nhiều so với lao động cưỡng bức. Bắt buộc phải làm việc, bắt buộc phải làm hết sức mình sẽ giúp bạn ôn hòa, tự chủ, mạnh mẽ hơn và hàng trăm đức tính khác mà người nhàn rỗi sẽ không bao giờ có được. Không chỉ sự thiếu khả năng cạnh tranh cần thiết dẫn đến sự giảm sút về tham vọng và sức mạnh ý chí, mà điều nguy hiểm hơn nữa, nó khiến cho tâm trí con người rơi vào trạng thái thờ ơ, dẫn đến mất hẳn sự tự tin. Người ta ngừng cạnh tranh lẫn nhau vì theo lý thuyết của nguyên tắc tự thuyết phục, người ta không cần phải quá nỗ lực. Điều này làm giảm sút sự tự tin của bản thân. Những người như vậy thường thì sẽ trao ánh mắt coi thường, dù nhiều hay ít, đối với những người bắt buộc phải nỗ lực trong cuộc sống để mưu sinh. Tâm trí của con người có thể được ví như một cục pin điện. Nếu như bạn làm điều gì đó lặp đi lặp lại, những điều này có thể là điều tích cực, cũng có thể là tiêu cực. Tự tin là đức tính quý báu mà tâm trí cần lưu giữ để khiến cho con người trở nên tích cực hơn. Chúng ta hãy áp dụng lý luận này vào kỹ năng bán hàng để xem tự tin đóng vai trò thế nào trong lĩnh vực tuyệt vời này. Một trong những người bán hàng vĩ đại nhất nước Mỹ từng là thư ký của một tòa soạn báo. Thật hữu ích khi chúng ta cùng phân tích phương pháp mà nhờ đó anh ta đạt được danh hiệu doanh nhân bán hàng hàng đầu thế giới. Anh ta là một chàng trai rụt rè với bản tính ít nhiều cổ lỗ sĩ. Anh ta là một trong những người tin rằng tốt nhất là nên đi sau người khác trong những giai đoạn của cuộc đời. Và một buổi tối, anh ta nghe một bài giảng về chủ đề này. Bài giảng về sự tự tin khiến anh ta ấn tượng, đến nỗi anh đã rời khỏi giảng đường với lòng quyết tâm mạnh mẽ rằng mình sẽ chấm dứt lối mòn đã đi theo bấy lâu nay. Anh ta đã đến gặp giám đốc kinh doanh của tờ báo và ứng tuyển vào vị trí nhân viên quảng cáo. Anh đã được nhận vào làm sau khi hai bên đồng ý thỏa thuận về hoa hồng. Mọi người trong văn phòng đều nghĩ là anh ta sẽ gặp thất bại bởi công việc này đòi hỏi kỹ năng tiếp thị cực kỳ tốt. Anh ta trở về phòng của mình và lập ra danh sách một loạt thương nhân mà anh ta có ý định gọi điện cho họ. Người ta sẽ nghĩ rằng, theo lẽ tự nhiên, anh ta sẽ tạo ra danh sách tên của những người mà anh ta tin rằng anh ta có thể bán hàng với ít nỗ lực nhất. Nhưng anh ta đã không làm gì cả. Anh ta chỉ liệt kê danh sách những thương nhân mà các nhân viên quảng cáo khác đã gọi mà không bán được. Danh sách của anh ta chỉ gồm có 12 cái tên. Trước khi anh ta thực hiện cuộc gọi, anh ta đã đi ra công viên thành phố, lấy danh sách gồm 12 cái tên, đọc nó hơn 100 lần và tự nói với chính mình như đang nói với khách hàng. Bạn sẽ mua vị trí quảng cáo trên tờ báo của chúng tôi trước khi hết tháng này. Rồi anh ta bắt đầu thực hiện những cuộc gọi của mình. Ngày đầu tiên, anh ta bán được cho 3 trong danh sách 12 người đã từ chối mua hàng. Trong những ngày còn lại của tuần đó, anh ta bán được thêm cho 2 người khác. Đến cuối tháng, anh ta đã bán được vị trí đặt quảng cáo thành công cho tất cả, ngoại trừ một người còn lại trong danh sách. Trong tháng tiếp theo, anh ta không bán được hàng vì lý do là anh ta không thực hiện cuộc gọi nào khác, ngoại trừ gọi cho vị thương gia cố chấp này. Vào mỗi buổi sáng, khi cửa hàng mở cửa, anh ta luôn có mặt để xin được nói chuyện với người thương gia này, nhưng cuối cùng vẫn nhận được sự từ chối không. Dù vị thương gia có lẽ không có nhu cầu mua vị trí quảng cáo, nhưng chàng trai trẻ lại không hề biết điều đó. Anh ta vẫn kiên trì đến gặp và thuyết phục, dù vị thương gia nói không nhiều lần. Vào ngày cuối cùng của tháng, sau khi nói không với chàng trai trẻ cố chấp này 30 lần, vị thương gia nói, "Nhìn này, chàng trai trẻ, anh đã mất cả tháng để cố gắng bán hàng cho tôi. Bây giờ, tôi muốn biết điều này, tại sao anh lại lãng phí thời gian như vậy?" Không ai trở thành nhà lãnh đạo xuất sắc, trừ khi anh ấy có trái tim nhân hậu và dẫn dắt người khác với lời khuyên và lòng tốt, chứ không phải bằng bạo lực. "Không phải lãng phí thời gian của tôi đâu," anh ta khẳng định. "Tôi đang học đấy chứ, và ông chính là giáo viên của tôi. Bây giờ, tôi đã biết tất cả những lý lẽ mà một thương gia có thể đưa ra để từ chối mua hàng. Và bên cạnh đó,
Tôi đã tự động viên chính mình bằng sự tự tin. Sau đó, vị thương gia này đáp lại rằng, tôi cũng tự thú nhận một chút. Tôi cũng thấy như mình đang đi học và anh chính là giáo viên của tôi. Anh đã dạy cho tôi bài học về sự kiên trì. Nó rất đáng giá với tôi, bởi nó cho thấy anh đánh giá cao về tôi. Thế nên, tôi sẽ trả tiền học phí của mình bằng cách mua một vị trí quảng cáo trên tờ báo của anh. Và đó là cách anh ta đã chốt đơn quảng cáo với một đối tác có tài chính dư giả nhất Bắc Mỹ. Đồng thời, nó đánh dấu sự nổi tiếng của chàng trai trẻ và giúp anh ta trở thành triệu phú. Anh ta đã thành công vì anh ta luôn ghim trong tâm trí mình sự tự tin và biến nó thành một sức mạnh không thể cưỡng lại. Khi anh ta ngồi xuống lập ra danh sách 12 cái tên đó, anh ta đã làm một điều mà 99 người trong số 100 người sẽ không thực hiện. Anh ta đã chọn tên của những người mà anh ta tin rằng sẽ khó bán. Vì anh ta hiểu rằng sự từ chối mà anh ta gặp phải khi cố gắng bán hàng sẽ trở thành sức mạnh và sự tự tin. Anh ta là một trong số rất ít những người hiểu rằng con người như những dòng sông đều có những khúc quanh co vì đi theo con đường ít sự kháng cự nhất. Tôi có lẽ sẽ lạc đề ở đây và phá vỡ mạch suy nghĩ của các bạn trong khi đề cập về một lời khuyên dành cho các bà vợ. Hãy nhớ rằng những dòng này chỉ dành cho những bà vợ và những ông chồng thì không cần thiết phải đọc những dòng này. Từ việc tìm hiểu và phân tích hơn 16.000 người, phần lớn trong số họ là đàn ông đã có vợ, tôi đã hiểu được một điều có thể có giá trị đối với các bà vợ. Hãy để cho tôi diễn giải suy nghĩ của mình qua câu chuyện sau đây. Bạn có khả năng mang đến cho chồng cảm giác tự tin vào mỗi sáng đi làm, rằng anh ấy có thể vượt qua những khó khăn trong công việc một cách dễ dàng, rồi trở về nhà với nụ cười và niềm hạnh phúc hay không? Một trong những người quen của tôi vài năm trước đã kết hôn với một người phụ nữ mang bộ răng giả. Một ngày nọ, vợ anh ta đánh răng và làm mẻ một chiếc răng. Anh chồng nhặt lại các mảnh vụn và bắt đầu kiểm tra chúng. Anh tỏ ra khá thích thú với chiếc răng đến nỗi vợ anh ta nói, anh cũng có thể tạo ra một bộ răng như vậy nếu anh muốn làm điều đó. Tham vọng của người đàn ông này chưa bao giờ vượt ra khỏi giới hạn trang trại nhỏ của mình, cho đến khi vợ anh ta đưa ra nhận xét đó. Cô ấy bước tới, đặt tay vào vai anh ta và khuyến khích anh thử sức với nha khoa. Cuối cùng, cô đã thành công trong việc động viên anh ấy bắt đầu công việc mới. Và ngày hôm nay, thành tựu mà anh ta đạt được là trở thành một trong những nha sĩ nổi tiếng và thành công nhất của bang Virginia. Tôi biết quá rõ về người đàn ông này, vì ông ấy là cha tôi. Không ai có thể báo trước về những khả năng thành công của một người đàn ông có vợ đứng sau lưng và động viên anh ta nỗ lực nhiều hơn. Vì một thực tế bất di bất dịch là một người phụ nữ có thể khơi dậy sức mạnh của một người đàn ông để anh ta thực hiện những chiến công gần như siêu phàm. Đó chính là quyền và nghĩa vụ của bạn khi khuyến khích chồng bạn và động viên anh ấy nỗ lực cũng như cố gắng cho đến khi anh ấy tìm được chỗ đứng của mình trên thế giới. Bạn có thể khiến anh ấy nỗ lực hơn bất kỳ người nào khác trên thế giới, làm cho anh ta tin rằng không có gì lớn hơn sức mạnh lý trí của anh ta, và bạn luôn bên cạnh động viên anh ta trên cả chặng đường giành chiến thắng trong trận chiến của cuộc đời. Một trong những người đàn ông thành công nhất trong dòng họ ở Mỹ đã dành tặng tất cả thẻ tín dụng minh chứng cho sự thành công của anh ta cho vợ mình. Khi họ chuẩn bị kết hôn, người vợ đã viết một bản thần chú mà người chồng đã ký và đặt tên trên bàn của anh. Đây là bản sao của thần chú này. Tôi tin vào bản thân mình, tôi tin vào những người làm việc với tôi tin vào ông chủ của tôi tin vào bạn bè của tôi tin vào gia đình của tôi tin rằng Chúa sẽ trợ giúp tôi để tôi thành công nếu như tôi nỗ lực hết mình để đạt được thành công đó thông qua việc thành thật và trung thành. Tôi tin vào lời cầu nguyện và tôi sẽ không bao giờ ngủ nếu như không cầu nguyện điều thiêng liêng rằng tôi vẫn sẽ kiên nhẫn với người khác và khoan dung với những ai không có niềm tin như tôi. Tôi tin rằng thành công là kết quả của sự nỗ lực thông minh và không phụ thuộc vào may mắn, khôn lỏi hay các mối quan hệ bạn bè, đồng nghiệp hay sếp của tôi. Tôi tin rằng cuộc sống của tôi được quyết định bởi chính tôi, do đó tôi sẽ đối xử với người khác theo cách mà họ đối xử với tôi. Tôi sẽ không nói xấu những người mà tôi không thích. Tôi sẽ không xem nhẹ công việc của mình, nhưng tôi có thể quan sát những người khác đang làm gì. Tôi sẽ tạo ra những dịch vụ tốt nhất trong khả năng của mình, vì tôi đã cam kết sẽ thành công trong cuộc sống. Và tôi biết rằng
Thành công luôn là kết quả của sự nỗ lực có lương tâm và hiệu quả. Cuối cùng, tôi sẽ tha thứ cho những người xúc phạm tôi, vì tôi nhận ra rằng đôi khi tôi có thể xúc phạm người khác và tôi sẽ cần sự tha thứ của họ. Ký tên. Người phụ nữ đã viết thần chú này là một nhà tâm lý học. Nhờ có sự hướng dẫn và động viên của người vợ, như một người bạn thân, bất kỳ người đàn ông nào cũng có thể đạt được thành công nổi bật. Khi phân tích bản thần chú này, bạn sẽ dễ dàng nhận ra rằng đại từ nhân xưng đang được sử dụng một cách tự do. Điều này hoàn toàn đúng đắn khi khẳng định được sự tự tin. Không người đàn ông nào có thể biến niềm tin này thành thần chú của mình mà không phát triển thái độ tích cực. Thứ sẽ giúp anh ta thu hút những người có thể hỗ trợ anh trong việc gặt hái thành công trong cuộc sống. Đây sẽ là một thần chú tuyệt vời, có thể áp dụng được cho mọi nhân viên bán hàng. Nếu bạn chấp nhận nó có thể làm gia tăng cơ hội thành công của bạn. Tuy nhiên, chỉ học lý thuyết là không đủ, bạn phải thực hành nó. Đọc đi đọc lại nhiều lần cho đến khi bạn thuộc lòng, sau đó lặp đi lặp lại ít nhất một lần, một ngày cho đến khi bạn sở hữu nó trong bộ não. Luôn đặt một bản sao của bản thân chú này trước mặt bạn như một lời nhắc nhở hàng ngày về việc cam kết thực hành. Bằng cách đó, bạn sẽ áp dụng hiệu quả nguyên tắc tự ám thị như một vũ khí để phát triển sự tự tin. Đừng bận tâm những gì mọi người có thể nói về quy trình này của bạn. Chỉ cần nhớ rằng đó là thần chú giúp bạn thành công, và nếu bạn áp dụng thành thạo tín ngưỡng này, nó có thể giúp đỡ bạn trên cả chặng đường dài đấy. Bạn đã học được trong chương 2 rằng bất kỳ suy nghĩ nào mà bạn kiên quyết ghim trong đầu bằng việc lặp đi lặp lại nhiều lần sẽ tự động trở thành một chân lý, như một sức mạnh vô hình thúc đẩy bạn nỗ lực để đạt được mục tiêu đã được đề ra trong kế hoạch. Bạn cũng đã học được rằng nguyên tắc tự ám thị sẽ giúp bạn cố định bất cứ ý tưởng nào trong đầu. Đơn giản có thể hiểu là một ám thị mà bạn đưa ra cho tâm trí của chính mình. Đó là nguyên tắc gợi ý tự động mà Emerson có trong đầu khi ông viết. Chỉ bạn mới có thể đem lại sự bình yên cho chính bạn. Bạn cũng có thể nhớ rằng không có gì có thể mang lại cho bạn thành công ngoài bản thân bạn. Tất nhiên bạn sẽ cần sự hợp tác của những người xung quanh nếu bạn muốn đạt được thành công một cách toàn diện. Nhưng bạn sẽ không bao giờ có được sự hợp tác đó nếu như bạn không thể hiện thái độ tích cực và tự tin. Có lẽ nhiều lúc bạn cũng băn khoăn tự hỏi rằng tại sao có những người được thăng tiến lên các vị trí được trả lương cao hơn, trong khi những người khác xung quanh họ, những người được đào tạo bài bản hơn và dường như làm nhiều việc hơn, lại vẫn dậm chân tại chỗ. Bạn có thể chọn bất kỳ hai người thuộc hai nhóm này để nghiên cứu và sẽ thấy câu trả lời khá rõ ràng về vấn đề tại sao một người tiến và người kia vẫn đứng im. Bạn sẽ thấy được người thăng tiến luôn tin vào chính mình. Bạn sẽ thấy rằng anh ta phát triển niềm tin này bằng những hành động lạc quan, tích cực đến mức anh ta có thể cho người khác biết rằng anh ta tin vào chính mình. Bạn cũng sẽ nhận thấy rằng sự tự tin này rất dễ lây lan. Nó có thể thúc đẩy, nó có sức thuyết phục và nó thu hút người khác. Nếu bạn muốn một công việc được hoàn thành tốt, hãy giao nó cho một người bận rộn, bởi người bận rộn thường làm mọi việc một cách cần mẫn và kỹ lưỡng hơn cả. Bạn cũng sẽ nhận thấy rõ lý do một người không thăng tiến bằng cách nhìn vào khuôn mặt anh ta, bằng phong thái của anh ta, bởi sự thiếu nhanh nhẹn trong bước đi của anh ta, bởi sự không chắc chắn trong lời nói của anh ta, rằng anh ta thiếu sự tự tin. Không ai muốn chú ý nhiều đến người không tự tin vào chính mình. Anh ta không thu hút người khác bởi vì tâm trí của anh ta phát ra năng lượng tiêu cực, đẩy lùi sự thu hút đối với người khác. Trong bất cứ lĩnh vực nào khác về nỗ lực, tự tin hoặc thiếu tự tin đóng vai trò quan trọng. Ví dụ như trong lĩnh vực bán hàng, bạn không cần phải là một nhà phân tích nhân khẩu học để xác định rằng khoảnh khắc bạn gặp người bán hàng, liệu anh ta có tự tin hay không. Nếu anh ta tự tin, anh ta sẽ thể hiện điều này trên tất cả các hành động của mình. Anh ta có thể truyền cảm hứng cho bạn tin vào anh ấy, vào mặt hàng mà anh ấy đang bán ngay khi anh ta đang nói. Bây giờ, chúng ta đã tiến đến cột mốc mà bạn đã sẵn sàng nắm bắt nguyên tắc tự ám thị và áp dụng nó trực tiếp để phát triển bản thân thành một người tích cực, năng động và tự chủ hơn. Bạn có thể làm theo công thức sau. Hãy ký tên và ghi nhớ. Công thức của sự tự tin. Thứ nhất, tôi biết rằng tôi có khả năng đạt được mục tiêu xác định của mình. Do đó, tôi yêu cầu bản thân phải hành động bền bỉ,
tích cực và liên tục để đạt được nó. Thứ hai, tôi nhận ra rằng những suy nghĩ thống trị trong tâm trí tôi cuối cùng tự tái tạo thành những hành động bên ngoài cơ thể và dần dần trở thành hiện thực. Sau đó, tôi sẽ tập trung tâm trí của mình trong 30 phút mỗi ngày với nhiệm vụ nghĩ về người mà tôi dự định trở thành bằng việc liên tưởng đến người này trong suy nghĩ và biến những liên tưởng này trở thành hiện thực thông qua những hành động thực tế. Thứ ba, tôi biết rằng thông qua nguyên tắc tự ám thị, bất kỳ mong muốn nào mà tôi kiên trì giữ trong đầu sẽ thể hiện ở thực tế bằng cách nào đó. Do đó, tôi sẽ dành 10 phút mỗi ngày để yêu cầu bản thân phát triển các yếu tố có tên trong 16 bài học của bài giảng này về luật thành công. Thứ tư, tôi đã lên kế hoạch và mô tả rõ ràng về những mục tiêu của tôi trong cuộc sống. Trong 5 năm tới, tôi đặt ra cái giá cho những thành quả của mình cho từng năm, một mức giá mà tôi có thể chấp nhận được thông qua việc áp dụng nghiêm túc các nguyên tắc sống hiệu quả và thỏa đáng mà tôi sẽ thực hiện tiên quyết. Thứ năm, tôi hoàn toàn nhận ra rằng không có sự giàu có hay vị thế nào có thể tồn tại lâu dài trừ khi được xây dựng dựa trên sự thật và công lý. Sau đó, tôi sẽ không tham gia vào bất kỳ giao dịch nào mà không mang đến lợi ích cho các bên liên quan. Tôi sẽ thành công bằng cách thu hút những nguồn lực mà tôi muốn sử dụng cũng như sự hợp tác của những người khác. Tôi sẽ thúc đẩy người khác phục vụ tôi vì tôi đã phục vụ họ trước đó. Tôi sẽ loại bỏ hận thù, đố kỵ, ghen tị, ích kỷ và hoài nghi bằng cách phát triển tình yêu cho toàn nhân loại. Bởi vì tôi biết rằng giữ thái độ tiêu cực đối với người khác không bao giờ có thể mang lại cho tôi sự thành công. Tôi sẽ khiến người khác tin vào tôi vì tôi cũng tin vào họ và tin vào chính mình. Tôi sẽ ký tên của mình vào công thức này, ghi nhớ vào bộ não và lặp lại nó một lần mỗi ngày với niềm tin tràn đầy rằng nó sẽ dần dần ảnh hưởng đến toàn bộ cuộc sống của tôi, giúp tôi trở thành một người thành công và hạnh phúc trong những lĩnh vực mà tôi đã chọn. Ký tên. Trước khi bạn ký tên vào công thức này, hãy chắc chắn rằng bạn có ý định thực hiện theo hướng dẫn của nó. Mặt sau của công thức này có đề cập đến một quy luật mà không người nào có thể giải thích được. Các nhà tâm lý học gọi luật này là tự ám thị. Và để đạt được kết quả mong muốn, bạn phải nhớ rằng chắc chắn đây là những điều thực tế mà luật này hoạt động. Một điểm khác cần lưu ý là giống như điện sẽ xoay chuyển các bánh xe công nghiệp và phục vụ nhân loại theo hàng triệu các cách khác nhau, hoặc cuộc sống bị dập tắt nếu áp dụng sai cách. Vì vậy, nguyên tắc tự ám thị này sẽ đưa bạn đến sườn núi của sự hòa bình và thịnh vượng, hoặc xuống thung lũng của sự khốn khổ và nghèo đói. Tùy theo cách bạn thực hiện, nếu bạn lấp đầy tâm trí với những nghi ngờ và không tin vào khả năng đạt được của mình, thì nguyên tắc tự ám thị bắt lấy tinh thần nghi hoặc này và đặt nó trong tiềm thức của bạn, nhằm thống trị suy nghĩ của bạn và dần dần chắc chắn sẽ đưa bạn vào vòng xoáy của sự thất bại. Tuy nhiên, nếu bạn lấp đầy tâm trí của mình với sự tự tin rạng rỡ, nguyên tắc tự ám thị bắt lấy niềm tin này và khiến nó trở thành suy nghĩ thống trị của bạn, giúp bạn làm chủ những chướng ngại vật cản đường bạn cho đến khi bạn leo đến đỉnh núi thành công. Sức mạnh của thói quen. Bản thân tôi đã phải trải qua tất cả những khó khăn cản trở những người thiếu hiểu biết áp dụng nguyên tắc tự ám thị tuyệt vời này trong thực tế. Hãy để tôi cho bạn một lời khuyên ngắn gọn về nguyên tắc thói quen, thứ có thể giúp bạn dễ dàng áp dụng nguyên tắc tự ám thị theo bất kỳ hướng nào và cho bất kỳ mục đích nào. Thói quen phát triển từ môi trường bên ngoài, từ việc làm những điều tương tự hoặc suy nghĩ tương tự, hay lặp đi lặp lại cùng một thứ nhiều lần. Thói quen có thể được ví như rãnh trên bản ghi âm, trong khi tâm trí con người có thể được ví như cây kim phù hợp với rãnh đó. Khi bất kỳ thói quen nào đã được hình thành tốt, thông qua việc lặp đi lặp lại suy nghĩ hoặc hành động, tâm trí có xu hướng gắn bó và tuân theo tiến trình của thói quen đó, gần như kim ghi âm theo rãnh trong bản ghi sáp. Thói quen được tạo ra bằng cách liên tục điều khiển một hoặc nhiều giác quan, trong 5 giác quan nhìn, nghe, ngửi, nếm và cảm nhận, theo một hướng nhất định. Chính nhờ nguyên tắc lặp đi lặp lại này mà thói quen dùng thuốc để chữa lành vết thương được hình thành. Chính nhờ nguyên tắc này mà mong muốn uống say trở thành thói quen. Sau khi thói quen đã được thiết lập, nó sẽ tự động kiểm soát và điều khiển hoạt động cơ thể của chúng ta. Trong đó có thể tìm thấy một ý nghĩ có khả năng biến thành một yếu tố mạnh mẽ, thúc đẩy sự phát triển của tự tin. Quá trình là thế này, tự nguyện và bằng vũ lực nếu cần thiết,
hướng những nỗ lực và suy nghĩ của bạn theo mong muốn nhất quán, cho đến khi bạn hình thành thói quen và tiếp tục tự nguyện hướng những nỗ lực của bạn theo hướng tương tự. Cách bạn viết ra và lặp lại công thức tự tin giúp bạn hình thành thói quen tạo niềm tin vào bản thân, đồng thời chi phối suy nghĩ của bạn cho đến khi suy nghĩ đó thống trị tiềm thức của bạn thông qua nguyên tắc thói quen. Bạn đã học viết bằng cách liên tục chỉ đạo các cơ cánh tay và đưa ra những phác thảo nhất định được gọi là chữ cái. Cho đến khi cuối cùng, bạn hình thành thói quen thực hiện những phác thảo này. Bây giờ bạn có thể viết một cách dễ dàng và nhanh chóng, mà không cần lần theo từng chữ cái. Viết đã trở thành một thói quen với bạn. Nguyên tắc thói quen sẽ duy trì các suy nghĩ trong tâm trí của bạn, giống như cách nó ảnh hưởng đến các cơ bắp của cơ thể bạn. Vì bạn có thể dễ dàng chứng minh bằng cách làm chủ và áp dụng bài học này về tự tin. Bất kỳ tuyên bố nào bạn liên tục đưa ra cho chính mình, hoặc bất kỳ mong muốn nào mà bạn gieo sâu vào tâm trí của bạn thông qua tuyên bố lặp đi lặp lại, cuối cùng sẽ bộc lộ thông qua các hành động bên ngoài của bạn. Nguyên tắc thói quen là nền tảng cho bài học về sự tự tin. Nếu bạn hiểu và làm theo các hướng dẫn trong bài học này, bạn sẽ sớm hiểu sâu hơn về quy luật thói quen từ kiến thức nền tảng hơn là học 1.000 bài học tương tự. Tổ ấm là thứ không thể mua được. Bạn có thể mua một ngôi nhà, nhưng vợ bạn mới là người biến nó thành tổ ấm. Bạn có rất ít khái niệm về những khả năng đang ngủ say trong con người bạn, đang chờ một bàn tay đánh thức chúng, và bạn sẽ không bao giờ có một khái niệm tốt hơn về những khả năng đó, trừ khi bạn phát triển đủ sự tự tin để nâng bạn lên trên những ảnh hưởng phổ biến từ môi trường hiện tại của bạn. Tâm trí con người là cỗ máy kỳ diệu và bí ẩn. Đây là một sự thật mà tôi đã biết được vài tháng trước khi tôi nhận các bài luận từ Emerson và đọc lại bài tiểu luận về luật tâm linh. Một điều kỳ lạ đã xảy ra. Tôi đã thấy trong bài luận đó nhiều điều mà tôi chưa bao giờ nhận thấy trước đây. Dù rằng tôi đã đọc nhiều lần trước đó, tôi đã thấy nhiều hơn trong bài luận này hơn cả những gì tôi đã thấy trong các bài đọc lần trước. Bởi vì tâm trí tôi đã mở rộng hơn kể từ lần đọc cuối cùng. Tâm trí con người không ngừng mở rộng, giống như những cánh hoa, cho đến khi nó đạt đến sự phát triển tối đa. Mức tối đa này là bao nhiêu, kết thúc ở đâu, hay liệu nó có kết thúc hay không, là những câu hỏi không thể trả lời được. Nhưng mức độ mở rộng tâm trí dường như thay đổi tùy theo bản chất của cá nhân và mức độ làm việc của trí não. Một tâm trí được khuyến khích hay thậm chí bị ép buộc phải suy nghĩ và phân tích mỗi ngày dường như sẽ tiếp tục mở rộng và sâu sắc hơn. Ở Louis Wiley, Kentucky, ông Lee Cook là một người đàn ông cụt chân và phải tự xoay sở một mình trên chiếc xe lăn. Mặc dù thực tế rằng ông Cook đã bị tật nguyền từ khi sinh ra, ông vẫn là chủ sở hữu của một ngành công nghiệp tuyệt vời và là một triệu phú nhờ vào những nỗ lực của chính mình. Ông đã chứng minh rằng một người đàn ông vẫn có thể sống rất tốt mà không cần chân nếu người đó có sự tự tin vào chính bản thân mình. Ở thành phố New York, người ta có thể thấy một chàng trai trẻ khỏe mạnh, không có chân, lăn mình xuống đại lộ thứ năm mỗi chiều và chiếc mũ lưỡi chai và cầu xin sự sống. Đầu anh ta có lẽ toàn là âm thanh và chỉ có thể nghĩ ra những thứ bình thường. Chàng trai trẻ này có thể làm giống bất cứ điều gì mà ông Cook ở Louis Valley đã làm. Nếu anh ta nghĩ về mình như cách ông Cook đã nghĩ về ông ấy, Henry Ford sở hữu nhiều triệu đô la hơn mức anh ta cần hoặc sử dụng. Cách đây vài năm, anh ta làm công nhân trong một cửa hàng máy móc, nhưng thiếu kiến thức vì ít đi học và không có vốn làm ăn. So với những người đàn ông khác đang làm việc cùng anh ta, một số người có não bộ tổ chức tốt hơn anh ta. Ford đã từ bỏ suy nghĩ nghèo đói, phát triển niềm tin vào bản thân, nghĩ đến thành công và đạt được nó. Những người làm việc xung quanh anh ta cũng có thể làm tốt như vậy nếu như họ cũng suy nghĩ như Ford. Milo John ở Wisconsin đã suy sụp vì bị bại liệt vài năm trước. Thật tệ là vì đột quỵ mà anh ta không thể tự xoay mình trên giường hoặc di chuyển một bộ phận trên cơ thể. Thể chất của anh ta giờ là vô dụng, nhưng không có nghĩa bộ não của anh ta cũng như vậy. Vì thế, nó bắt đầu hoạt động một cách nghiêm túc. Đây cũng có lẽ là lần đầu tiên anh ta phát hiện ra sự tồn tại của não. Nằm ngửa trên giường, anh John đã khiến bộ não hoạt động với mục đích rõ ràng.
Mục đích đó hết sức bình thường và khiêm tốn trong thực tế, nhưng nó rõ ràng là một mục đích, điều mà trước đây anh chưa từng biết đến. Mục đích nhất định của anh là làm xúc xích thịt lợn. Anh ta đã gọi cho gia đình để nói về kế hoạch của mình và bắt đầu chỉ đạo họ biến kế hoạch thành hành động. Dĩ nhiên, không có cách nào giúp anh ta ngoại trừ một trí tuệ minh mẫn và sự tự tin. Milozone đã truyền bá tên tuổi và danh tiếng của xúc xích lợn trên khắp Hoa Kỳ và tích lũy cả gia tài. Tất cả điều này đã được thực hiện sau khi chứng bại liệt khiến anh ta không thể làm việc bằng đôi tay của mình. Nơi mà sức mạnh chiếm ưu thế có thể được tìm thấy, Henry Ford đã kiếm được hàng triệu đô la và vẫn kiếm được hàng triệu đô la trên một năm vì anh ta tin vào chính mình, biến niềm tin đó thành một mục đích xác định và ủng hộ mục đích đó bằng một kế hoạch xác định. Các thợ máy khác làm việc cùng với Ford. Trong những ngày đầu khởi nghiệp, không nhìn thấy gì ngoài một phong bì lương được trả hàng tuần, và đó là tất cả những gì họ từng có. Họ không đòi hỏi gì ngoài sự bình thường. Nếu bạn muốn nhận được nhiều hơn, hãy chắc chắn bạn phải yêu cầu ở bản thân nhiều hơn. Lưu ý rằng nhu cầu này phải được thực hiện dựa trên chính mình. Có một bài thơ nổi tiếng mà nhà thơ đã thể hiện một sự thật về tâm lý như sau. Nếu bạn nghĩ rằng mình đã bị đánh bại, nghĩa là bạn đã bị đánh bại. Nếu bạn nghĩ rằng bạn không dám, bạn sẽ không dám. Nếu bạn muốn giành chiến thắng, nhưng bạn nghĩ rằng mình không thể, vậy gần như chắc chắn rằng bạn sẽ không thể. Nếu bạn nghĩ rằng bạn đã mất thứ gì đó, bạn sẽ không thể tìm thấy ở ngoài thế giới. Thành công bắt đầu từ ý chí của một người. Đó là tất cả thứ trong trạng thái của tâm trí. Nếu bạn nghĩ rằng bạn vượt trội, bạn phải nghĩ lớn để vươn lên. Bạn phải chắc chắn về bản thân mình trước khi bạn có thể giành được chiến thắng. Cuộc chiến của cuộc đời không phải lúc nào cũng hướng đến người mạnh hơn hay nhanh hơn. Nhưng sớm hay muộn, người chiến thắng là người nghĩ rằng mình có thể. Sẽ vô hại nếu như bạn lưu lại bài thơ này trong bộ nhớ và sử dụng nó như một công cụ thúc đẩy bạn trong việc phát triển sự tự tin của chính bạn. Đâu đó trong tính cách của bạn có một thứ gì đó tinh tế. Nếu nó được khơi dậy bởi những tác động bên ngoài phù hợp, sẽ đưa bạn đến đỉnh cao của thành tựu mà bạn chưa từng dự đoán trước đây. Giống như một người chơi chính có thể cầm một cây vĩ cầm và khiến nhạc cụ đó phát ra những bản nhạc tuyệt vời nhất và thu hút nhất. Do đó, có một số tác động bên ngoài có thể thay đổi suy nghĩ của bạn, giúp bạn lựa chọn và chơi một bản sao hưởng vinh quang của sự thành công. Không có ai biết chính xác những khả năng tiềm tàng ẩn sâu trong mỗi con người. Chính bạn cũng không thể biết được khả năng đạt được thành tựu của mình, và điều này sẽ chỉ biết được khi tiếp xúc với những kích thích đặc biệt. Thứ sẽ giúp bạn mở rộng tầm nhìn, hành động dứt khoát hơn, phát triển sự tự tin của bạn và khiến bạn khao khát mãnh liệt hơn để đạt được những thành công. Không phải là không có lý khi hy vọng rằng một số tuyên bố, một số ý tưởng hoặc một số thuật ngữ khuyến khích của cuốn sách này sẽ đóng vai trò là yếu tố cần thiết giúp định hình lại vận mệnh của bạn, định hướng lại suy nghĩ và năng lượng của bạn theo con đường mà cuối cùng sẽ dẫn bạn đến mục đích cuộc sống của mình. Thật kỳ lạ, nhưng đó là sự thật, rằng những bước ngoặt quan trọng nhất trong cuộc đời thường đến vào những thời điểm bất ngờ nhất và theo những cách bất ngờ nhất. Tôi có một ví dụ điển hình về việc một số trải nghiệm dường như có vẻ không quan trọng trong cuộc sống, nhưng lại trở nên vô cùng quan trọng. Và tôi quan tâm đến trường hợp này bởi vì nó cho thấy rằng một con người có thể đạt được điều gì đó khi anh ta nhận thức đầy đủ về giá trị của sự tự tin. Sự việc mà tôi đề cập đến đã xảy ra ở thành phố Chicago, trong khi tôi đang say sưa với công việc phân tích nhân vật của mình. Một ngày nọ, một người đàn ông lang thang xuất hiện tại văn phòng của tôi và yêu cầu nói chuyện. Khi tôi nhìn lên từ bàn làm việc của mình và chào anh ta nói, tôi đến để gặp người đàn ông đã viết cuốn sách nhỏ này. Và anh ta lấy ra khỏi túi một bản sao của cuốn sách có tựa đề Tự tin mà tôi đã viết nhiều năm trước đây. Đó chắc chắn là bàn tay của định mệnh, anh ta nói tiếp, khi đã nhét nhanh cuốn sách này vào túi của tôi chiều hôm qua, bởi vì lúc đó tôi đã định ra ngoài đào một cái hố ở hồ Michigan. Tôi đã đi đến kết luận rằng tất cả mọi thứ, tất cả mọi người trong đó có cả Đức Chúa,
đã mang nhân duyên này đến cho tôi, để tôi đọc được cuốn sách này. Nó mang lại cho tôi quan điểm mới, đem đến cho tôi lòng can đảm và niềm hy vọng đã thắp sáng cho tôi suốt đêm. Tôi đã quyết định rằng, bằng mọi giá phải tìm gặp người đàn ông viết cuốn sách này, người có thể giúp tôi đứng lên một lần nữa. Bây giờ, tôi ở đây và tôi muốn biết anh có thể làm gì cho một người đàn ông như tôi. Người không bao giờ mắc lỗi là người chẳng bao giờ làm gì hết. Đừng sợ mắc lỗi, miễn là bạn không mắc lại lỗi đó lần thứ hai. Roosevelt. Trong khi anh ấy nói, tôi đã quan sát anh ấy từ đầu đến chân và tôi thẳng thắn thừa nhận rằng sâu thẳm trong trái tim tôi không tin có bất cứ điều gì tôi có thể làm cho anh ấy. Nhưng tôi không muốn nói với anh ấy như vậy. Ánh nhìn đăm chiêu trong mắt anh, những nét chán nản trên khuôn mặt anh, tác phong của anh, bộ râu mọc dài 10 ngày trên khuôn mặt anh và vẻ lo lắng của người đàn ông này truyền đến cho tôi ấn tượng rằng anh đang vô vọng. Nhưng tôi không muốn nói với anh ấy như vậy. Vì vậy, tôi yêu cầu anh ấy hoàn toàn thẳng thắn nói với tôi, gần như có thể, tất cả những gì đã đưa anh ta xuống bờ vực của cuộc sống. Tôi đã hứa với anh ta rằng, sau khi tôi nghe toàn bộ câu chuyện, thì tôi sẽ nói cho anh ta biết tôi có thể giúp đỡ anh ta hay không. Anh ta bắt đầu kể câu chuyện của mình một cách chi tiết và cụ thể, và tóm lại như sau. Anh đã đầu tư toàn bộ tài sản của mình vào một doanh nghiệp sản xuất nhỏ. Khi chiến tranh thế giới bắt đầu vào năm 1914, anh ta không thể có được nguyên liệu thô cần thiết cho hoạt động của nhà máy. Và do đó, anh ta đã thất bại. Mất tiền đã làm tan nát trái tim anh và khiến tâm trí anh rối loạn, đến nỗi anh bỏ vợ con và trở thành một kẻ lang thang. Anh ta thực sự đã ngẫm nghĩ về sự mất mát cùng cực của mình và anh ta đang có ý định tự tử. Sau khi anh ấy kết thúc câu chuyện, tôi nói với anh ấy, tôi đã lắng nghe anh rất nhiều và tôi ước rằng tôi có thể làm điều gì đó để giúp anh, nhưng rất tiếc tôi hoàn toàn không thể. Mặt anh ta trở nên tái nhợt đi, như đang nằm trong quan tài, rồi ngồi xuống ghế và gục cằm xuống ngực như muốn nói, thế là hết rồi. Tôi đợi vài giây rồi nói, tôi không làm được gì cho anh, nhưng tôi sẽ giới thiệu anh với một người đàn ông trong tòa nhà này. Nếu anh muốn, người có thể giúp anh lấy lại tài sản đã mất và giúp anh lại đứng vững trên đôi chân của mình. Những lời này vừa rớt ra thì anh ta nhảy lên, nắm lấy tay tôi và nói, vì Chúa, hãy dẫn tôi đến gặp người đàn ông này. Thật đáng khích lệ khi lưu ý rằng anh ta đã nói điều này, vì Chúa. Điều này cho thấy rằng vẫn còn một tia hy vọng trong lồng ngực anh ấy. Vì vậy, tôi đã giang tay ra với anh ấy và dẫn anh vào phòng thí nghiệm, nơi thực hiện các bài kiểm tra tâm lý của tôi nhằm phân tích nhân vật, để anh ấy đứng trước chiếc rèm trên một cánh cửa. Tôi kéo tấm rèm sang một bên và để lộ ra một chiếc kính khá cao. Trong đó anh ta nhìn thấy mình từ đầu đến chân, chỉ tay vào kính, tôi nói. Có một người đàn ông mà tôi hứa sẽ giới thiệu với anh. Có một người đàn ông duy nhất trên thế giới này có thể đưa anh trở lại trên đôi chân của anh. Trừ khi anh ngồi xuống và làm quen với người đàn ông đó. Vì anh chưa bao giờ làm quen với anh ta trước đây. Anh cũng có thể tiếp tục và tự tử ở hồ Michigan. Bởi vì anh sẽ không có giá trị gì với bản thân hoặc thế giới cho đến khi anh hiểu rõ hơn về người đàn ông này. Anh bước tới cửa kính, đưa tay xoa mặt và vuốt râu, tự quan sát từ đầu đến chân trong giây lát, rồi lùi lại, gục đầu và bắt đầu khóc. Tôi biết rằng anh ta đã lĩnh hội được bài học, vì vậy tôi dẫn anh ta trở lại thang máy và để anh ta đi. Tôi không bao giờ mong gặp lại anh ta, và tôi nghi ngờ rằng không biết bài học này có đủ để giúp anh ta lấy lại vị trí của mình trên thế giới, bởi vì anh ta dường như đã đi quá xa để quay đầu lại. Anh ta dường như không chỉ rơi vào trạng thái u uất mà gần như đang mất phương hướng. Vài ngày sau, tôi gặp gỡ người đàn ông này trên phố. Anh ta hoàn toàn thay đổi đến mức tôi khó có thể nhận ra. Anh ta bước đi nhanh nhẹn, ngẩng cao đầu, cái tư thế già nua đã thay đổi, điệu bộ căng thẳng cũng biến mất. Anh ta mặc quần áo mới từ đầu đến chân, trông rất khỏe khoắn và có vẻ lịch sự. Anh ấy ngăn tôi lại và kể về những gì đã xảy ra với anh ta và tạo nên sự thay đổi ngoạn mục này. Từ chỗ từ chối và thất bại đến hứa hẹn và hy vọng. Tôi đang đi trên đường đến văn phòng của anh ta giải thích, để báo cho anh một tin tốt. Anh ta tiếp tục, sau khi tôi rời khỏi văn phòng của anh, một kẻ lang thang không công ăn việc làm, không đồng xu dính túi, bất chấp ngoại hình của mình,
Tôi vẫn tiếp thị bản thân và được nhận với mức lương 3.000 đô la một năm. Hãy nghĩ về nó, anh bạn, 3.000 đô la một năm, và ông chủ của tôi đã cho tôi đủ tiền để mua một bộ đồ quần áo mới. Như anh có thể thấy, anh ấy cũng cho tôi một số tiền để gửi về cho gia đình tôi, và tôi một lần nữa lại có thể đi trên con đường thành công. Nó giống như một giấc mơ khi tôi nghĩ rằng chỉ vài ngày trước tôi đã mất hết hy vọng, niềm tin và lòng can đảm, và thực sự còn nghĩ đến việc tự tử. Tôi đã có thể kể chuyện này với anh vào ngày mà anh ít mong đợi nhất. Có lẽ tôi sẽ ghé thăm anh vào một chuyến khác khi tôi đã trở thành một người đàn ông thành công. Tôi sẽ mang theo một tấm séc chưa điền số tiền và để trả cho anh. Anh có thể tự điền số tiền vào đó vì anh đã cứu sống cuộc đời tôi bằng cách giúp tôi tìm lại chính mình. Điều mà tôi không bao giờ biết cho đến khi anh để tôi đứng trước tấm kính và đã chỉ ra con người thực sự của tôi. Rồi tôi nghĩ rằng tôi cũng sẽ đứng trước cái kính trông giống như vậy và chỉ một ngón tay buộc tội vào chính mình vì đã không khám phá ra bài học mà tôi đã giúp người khác học được. Tôi đã đứng trước cái kính giống như vậy, và khi tôi làm như vậy, trong tâm trí tôi xuất hiện mục đích rõ ràng của tôi trong cuộc sống. Đó là quyết tâm giúp mọi người khám phá ra những năng lực ẩn sâu trong họ. Cuốn sách bạn cầm trên tay là bằng chứng cho thấy mục đích rõ ràng của tôi đang được thực hiện. Người đàn ông trong câu chuyện mà tôi vừa kể hiện là chủ tịch của một trong những tổ chức lớn nhất và thành công nhất trong ngành này ở Mỹ. Với một doanh nghiệp lớn kéo dọc đường bờ biển từ Canada đến Mexico, một khoảng thời gian sau sự việc đó, một người phụ nữ đã đến văn phòng của tôi để thực hiện bài phân tích cá nhân. Lúc đó cô là một giáo viên trong các trường công lập ở Chicago. Tôi đưa cho cô ấy một biểu đồ phân tích và yêu cầu cô ấy điền vào đó. Cô ấy bắt đầu điền vào bảng đó. Nhưng một vài phút sau thì cô ấy quay lại bàn của tôi, đưa lại biểu đồ và nói: "Tôi không tin rằng tôi muốn điền vào đây." Tôi hỏi cô ấy tại sao cô ấy quyết định không điền vào biểu đồ, và cô ấy trả lời: "Thú thật với ông, một trong những câu hỏi trong biểu đồ này khiến tôi phải suy nghĩ, và bây giờ tôi biết vấn đề của mình là gì. Vì vậy tôi cảm thấy tôi không cần thiết phải trả cho ông một khoản phí để phân tích tôi." Với điều đó, người phụ nữ đã ra đi vì tôi đã không nghe tin gì từ cô ấy trong 2 năm. Cô ấy đã đến thành phố New York, trở thành một người viết quảng cáo cho một trong những công ty lớn nhất cả nước, và thu nhập của cô ấy vào thời điểm cô ấy báo cho tôi là 10.000 đô la trên một năm. Người phụ nữ này đã gửi cho tôi một tấm séc để trang trải cho chi phí phân tích của tôi, bởi vì cô ấy cảm thấy rằng tôi xứng đáng nhận được khoản thù lao đó. Mặc dù tôi không cung cấp cho cô ấy dịch vụ mà tôi thường cung cấp cho các khách hàng của mình, không ai có thể báo trước những sự việc dường như không đáng kể có thể dẫn đến một bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp của một con người. Nhưng không thể phủ nhận, thực tế là những bước ngoặt này có thể dễ dàng được nhận ra bởi những người có lòng tin vào bản thân. Một trong những mất mát không thể khắc phục được đối với loài người nằm ở việc thiếu kiến thức rằng tự tin có thể được phát triển nhờ những phương pháp xác định ở bất kỳ người nào sở hữu trí thông minh trung bình. Thật là một mất mát to lớn đối với nền văn minh khi mà thanh niên nam nữ không được dạy phương pháp phát triển tự tin này trước khi họ hoàn thành việc học. Vì chính xác là không ai thiếu niềm tin vào chính mình được giáo dục theo đúng nghĩa của thuật ngữ này. Ôi, niềm vinh quang và sự hài lòng sẽ là di sản hạnh phúc của con người, giúp vén bức màn sợ hãi treo lơ lửng trong tâm trí loài người và làm bừng lên ánh sáng của sự hiểu biết mà tự tin mang lại ở bất cứ nơi nào. Khi bị nỗi sợ hãi kiểm soát, thành tựu đáng có lại trở thành một điều không thể, một thực tế mang đến cho tâm trí định nghĩa về nỗi sợ hãi, như đã được một nhà triết học vĩ đại tuyên bố như sau: sợ hãi là ngục tối của tâm trí, khiến con người trốn tránh và ẩn giật. Sợ hãi mang đến sự mê tín, và mê tín là con dao găm ám sát linh hồn. Tình yêu, sắc đẹp, niềm vui và sự tôn trùng liên tục tạo ra, phá bỏ và tái tạo lại nền tảng tâm hồn của mỗi con người. Trước máy đánh chữ mà tôi đang viết bản thảo cho bài giảng này có treo một ký hiệu với những từ ngữ sau đây được viết bằng chữ lớn: tôi sẽ trở nên thành công hơn mỗi ngày bằng mọi giá. Một người hay hoài nghi sau khi đọc tấm biển đó hỏi tôi có thực sự tin điều đó không, và tôi trả lời: tất nhiên là không. Tất cả những gì tôi làm là giúp tôi thoát khỏi các mỏ than nơi tôi bắt đầu làm công nhân và tìm một nơi trên thế giới mà tôi có thể phục vụ lên tới 100.000 người.
Trong tâm trí tôi đang nuôi dưỡng chính suy nghĩ tích cực mà dấu hiệu này mang lại. Vì vậy, tại sao phải tin vào điều đó? Khi người đàn ông này chuẩn bị rời đi, anh ta nói, cha, sau tất cả, có lẽ nên có một thứ gì đó cho loại triết lý này. Vì tôi luôn sợ rằng mình sẽ là một kẻ thất bại, và cho đến nay, nỗi sợ hãi của tôi đã bộc lộ triệt để. Bạn đang tự kết án bản thân với nghèo đói, khốn khổ và thất bại, hoặc bạn đang tự mình tiến lên đỉnh cao của thành tựu vĩ đại. Tất cả phụ thuộc vào suy nghĩ của bạn. Nếu bạn mong muốn thành công và thực hiện nhu cầu này bằng hành động thông minh, bạn chắc chắn sẽ giành chiến thắng. Mà dù vậy, hãy nhớ rằng có một sự khác biệt giữa đòi hỏi thành công và chỉ mong muốn điều đó. Bạn nên tìm hiểu sự khác biệt này là gì và tận dụng nó. Bạn có nhớ những gì Kinh Thánh nói? Bạn có thể tìm trong sách của Matthew về những người có đức tin như một hạt mù tạt không? Đào sâu vào nhiệm vụ phát triển sự tự tin với tối thiểu là phải có niềm tin, và ngày càng nhiều hơn, càng tốt. Đừng bận tâm những gì họ sẽ nói, bởi vì bạn cũng có thể biết rằng họ sẽ giúp ích rất ít cho bạn trong việc leo lên đỉnh núi và đạt được những mục tiêu của bạn trong cuộc sống. Bạn có trong mình tất cả sức mạnh bạn cần để có được bất cứ thứ gì bạn muốn hoặc cần trong thế giới này, và cách tốt nhất để tận dụng sức mạnh này là tin vào chính mình. Hãy hiểu mình và tin chính mình. Đây là lời khuyên của các nhà triết học trong mọi thời đại. Khi bạn thực sự hiểu chính mình, bạn sẽ biết rằng không có gì ngu ngốc khi treo một tấm biển trước mặt bạn như thế này. Tôi sẽ trở nên thành công hơn mỗi ngày bằng mọi giá. Với lời xin lỗi đến người Pháp đã thực hiện phương châm này một cách phổ biến, tôi không ngại đặt tấm biển này trước bàn làm việc của tôi. Và còn hơn thế nữa, tôi không ngại tin rằng nó sẽ ảnh hưởng đến tôi, giúp tôi trở thành một con người tích cực và tiến bộ hơn. Hơn 25 năm trước, tôi đã học được bài học đầu tiên về xây dựng sự tự tin. Một đêm nọ, tôi đang ngồi trước một lò sưởi, lắng nghe một cuộc trò chuyện giữa một số người đàn ông lớn tuổi về chủ đề vốn và lao động. Dù không có lời mời, tôi đã tham gia vào cuộc trò chuyện và nói điều gì đó về việc ông chủ và nhân viên giải quyết sự khác biệt của họ dựa trên cơ sở nguyên tắc vàng. Nhận xét của tôi thu hút sự chú ý của một trong những người đàn ông. Người đó quay sang tôi với vẻ ngạc nhiên trên khuôn mặt và nói, cậu là một cậu bé thông minh, và nếu cậu ra ngoài và đi học, cậu sẽ ghi dấu ấn với thế giới. Những nhận xét đó rơi vào đôi tai tôi, mặc dù đó là lần đầu tiên có người nói với tôi rằng tôi là người sáng dạ, hoặc tôi có thể làm nên bất cứ điều gì có giá trị trong cuộc sống. Nhận xét này khiến tôi suy nghĩ, và tôi càng cho phép tâm trí của tôi suy nghĩ về điều đó, tôi càng chắc chắn rằng tôi có khả năng. Có thể nói một cách trung thực rằng, bất kỳ dịch vụ nào tôi đang cung cấp cho thế giới và bất cứ điều gì tốt mà tôi đạt được đều phải được ghi nhận và nhận xét trái chiều đó. Những đề xuất như thế này thường rất mạnh mẽ và không kém phần quan trọng khi chúng được cân nhắc và tự thể hiện. Bây giờ hãy quay trở lại với công thức tự tin và làm chủ chính mình. Công thức này sẽ đưa bạn vào ngôi nhà quyền lực của tâm trí bạn, nơi bạn sẽ tìm thấy một nguồn lực có thể giúp bạn đến đỉnh cao của sự thành công. Người khác sẽ tin vào bạn chỉ khi bạn tin vào chính mình. Họ sẽ điều chỉnh suy nghĩ của bạn và cảm nhận về bạn giống như bạn đang cảm nhận về chính mình. Luật thần giao cách cảm chứng minh điều này. Bạn đang liên tục phát ra tín hiệu về những gì bạn nghĩ về bản thân, và nếu bạn không có niềm tin vào chính mình, những người khác sẽ nghĩ về bạn theo cách mà họ đang nghĩ về mình. Một khi hiểu được quy luật thần giao cách cảm, bạn sẽ biết được tại sao tự tin là yếu tố thứ hai trong số 15 quy luật thành công. Tuy nhiên, bạn nên thận trọng khi tìm hiểu sự khác biệt giữa tự tin dựa trên kiến thức đúng đắn về những gì bạn biết và những gì bạn có thể làm, và tự cao tự đại chỉ dựa trên những gì bạn muốn hoặc có thể làm. Bạn nên hiểu rõ sự khác biệt giữa hai thuật ngữ này, nếu không thì bạn sẽ khiến bản thân trở nên nhàm chán, lố bịch và gây khó chịu cho những người có văn hóa và hiểu biết. Sự tự tin là điều không bao giờ nên được khoe khoang. Nó chỉ nên được thể hiện thông qua những hành động thông minh. Nếu bạn có sự tự tin vào những người xung quanh, bạn sẽ khám phá ra sự thật này. Hãy để họ tự khám phá. Họ sẽ cảm thấy tự hào về sự tinh tế của họ khi khám phá ra. Và bạn sẽ thoát khỏi sự nghi ngờ về việc tự cao tự đại. Cơ hội sẽ không bao giờ đến với người có lòng tự cao tự đại. Cơ hội hình thành mối quan hệ dễ dàng và nhanh chóng hơn nhiều với những người có lòng tự tin hơn là những người có lòng tự cao tự đại.
Tự khen ngợi không bao giờ là một biện pháp phù hợp để thể hiện sự tự tin. Hãy ghi nhớ điều này và để cho sự tự tin của bạn tự thể hiện qua những hành động thực tế mà không gây ra phiền phức cho người khác. Tự tin là thành quả của kiến thức. Hiểu chính mình, hiểu được bao nhiêu, tại sao bạn hiểu được và bạn sẽ tận dụng điều đó như thế nào. Gian lận hoặc lừa đảo sẽ dẫn đến thất bại. Do đó, đừng giả vờ biết nhiều hơn những gì bạn thực sự biết. Không có sự giả vờ, bởi vì bất kỳ người có học nào cũng sẽ đo được lượng kiến thức của bạn khá chính xác sau khi nghe bạn nói trong 3 phút. Con người bạn như thế nào sẽ thực sự được thể hiện một cách rõ ràng đến nỗi những gì bạn tự nói về mình sẽ không được đoái hoài đến. Nếu bạn chú ý đến cảnh báo này, 4 trang cuối của chương này có thể đánh dấu một trong những bước ngoặt quan trọng nhất của cuộc đời bạn. Hãy tin vào chính mình, nhưng đừng nói gì với cả thế giới những gì bạn có thể làm được. Hãy thể hiện nó. Bây giờ bạn đã sẵn sàng cho chương 4. Chương này sẽ đưa bạn tới nước thang tiếp theo của sự thành công. Khám phá, thảo luận sau bài học cùng tác giả. Đấng tạo hóa đứng ở cổng thiên đường và viết kẻ ngốc khốn khổ trên trán của người thông thái và kẻ tội đồ, tội nghiệp trên trán của vị thánh. Bí ẩn tối cao của vũ trụ là sự sống. Chúng ta đến đây mà không có sự đồng ý của chúng ta. Chúng ta đến từ đâu, chúng ta cũng không biết. Chúng ta đi xa mà không có sự đồng ý của chúng ta về đâu, chúng ta cũng không biết. Chúng ta đang cố gắng để giải quyết câu đố tuyệt vời về cuộc sống này, về mục đích gì và đích đến là gì. Rằng chúng ta có mặt trên trái đất này vì một lý do nhất định, bất cứ nhà tư tưởng nào cũng không thể nghi ngờ gì về điều đó. Chỉ là không có chuyện có sức mạnh nào đó đặt chúng ta ở đây sẽ chỉ cho chúng ta thấy chúng ta phải làm gì khi chúng ta sang thế giới bên kia. Có thể đây không phải là một kế hoạch hay khi để đấng tạo hóa quyết định số phận của chúng ta trên trái đất, cũng như chưa chắc có đủ trí tuệ để biết phải làm gì với chúng ta sau khi chúng ta chết, hay là chúng ta nên tự phát huy trí thông minh của mình để có khả năng kiểm soát cuộc sống tương lai theo cách riêng của chúng ta. Có thể chúng ta không thể hợp tác với đấng tạo hóa một cách thông minh thông qua việc tự kiểm soát hành vi của chúng ta trên trái đất này đến cùng. Thay vào đó, chúng ta có thể sống đàng hoàng với nhau và làm mọi điều tốt nhất có thể trong khả năng của chúng ta, mà không còn phải thắc mắc về người nào đó có lẽ biết về chúng ta nhiều hơn chúng ta, hay là điều gì là tốt nhất cho chúng ta. Người nghệ sĩ đã kể một câu chuyện đầy sức thuyết phục trong bức tranh ở đầu trang này. Từ khi sinh ra cho đến khi chết, tâm trí luôn hướng tới những thứ mà nó không sở hữu. Đứa trẻ nhỏ đang chơi với đồ chơi của nó trên sàn nhà, nhìn thấy một đứa trẻ khác với một loại đồ chơi khác, ngay lập tức đứa trẻ đó sẽ cố gắng chạm tay lên món đồ chơi của đứa trẻ kia. Một người phụ nữ tin rằng quần áo của người phụ nữ khác sành điệu hơn quần áo của mình, nên bắt đầu bắt chước họ. Một người đàn ông nhìn thấy một người đàn ông khác sở hữu khối tài sản về đường sắt hoặc tài khoản ngân hàng hay công thương lớn hơn, thường nói với chính mình: anh ta thật may mắn, làm thế nào để tôi có thể sở hữu khối tài sản như anh ta? Gungot, ông vua của hệ thống cửa hàng 5 xu và 10 xu, đứng trên đại lộ số 5 ở thành phố New York, nhìn lên tòa nhà Metropolitan cao lớn và nói: thật tuyệt vời, tôi sẽ xây dựng một tòa nhà cao hơn nhiều. Thành tựu đỉnh cao của cuộc đời ông được ghi nhận bằng tòa nhà Gungot. Tòa nhà đó là biểu tượng minh chứng tạm thời rằng con người luôn hướng đến việc tạo ra những thành quả công việc vượt trội hơn người khác. Một chiến tích có thể là hư ảo đối với một con người, nhưng ít nhiều cũng thể hiện được sự tồn tại của người đó. Và người doanh nhân đang ngồi ở bàn làm việc của mình phía bên trong lại nghĩ rằng anh ta sẽ hạnh phúc hơn nhiều nếu như anh ta có thêm 1 triệu đô la vào danh sách tài khoản ngân hàng khổng lồ của mình. Con linh dương luôn nghĩ cỏ ở phía bên kia của hàng rào luôn ngon hơn khi nó đang cố gắng vươn dài cổ về phía đó. Một nhóm các cậu bé đi vào một vườn táo và chúng sẽ bỏ qua những quả táo ở gần mặt đất. Chúng luôn nghĩ rằng những quả táo màu đỏ và mọng nước ở trên cao sẽ hấp dẫn và ngon hơn nhiều. Người đàn ông đã có vợ liếc nhìn những người phụ nữ ăn mặc sành điệu trên phố và nghĩ rằng anh ta sẽ may mắn như thế nào nếu như vợ anh ta xinh đẹp như họ. Có lẽ vợ của anh ta xinh hơn rất nhiều, nhưng anh ấy lại quên mất vẻ đẹp đó, bởi vì cỏ luôn xanh hơn ở phía bên kia của hàng rào. Hầu hết các trường hợp ly hôn đều bắt nguồn từ việc những người đàn ông có xu hướng vượt qua hàng rào và leo vào đồng cỏ của người khác.
Hạnh phúc luôn hiện hữu quanh đây, luôn luôn trong tầm ngắm nhưng lại ngoài tầm với. Cuộc sống không bao giờ trọn vẹn, bất kể chúng ta đang có gì hay chúng ta sở hữu bao nhiêu, một người thường tìm kiếm những điều khác ngoài những thứ mình đang có. Milady mới mua một chiếc mũ xinh xắn, điều này khiến cô ấy phải mua thêm một chiếc áo choàng để phối với chiếc mũ. Ngoài ra, cô ấy còn cần thêm cả giày mới, găng tay và các phụ kiện khác, khiến số tiền trên hóa đơn vượt xa khả năng chi trả của người chồng. Một người đàn ông mong muốn xây dựng một ngôi nhà, chỉ là một ngôi nhà nhỏ đơn sơ nằm giữa bìa rừng. Anh ta đã bắt tay vào xây dựng ngôi nhà, chưa thể hoàn thiện nếu thiếu hoa, cây bụi và những cảnh quan xung quanh. Ngoài ra, ngôi nhà cũng chưa thể hoàn hảo nếu như thiếu đi một hàng rào đẹp xung quanh với một lối lái xe rải sỏi ở hai bên. Điều này đòi hỏi người đàn ông phải sở hữu một chiếc xe cơ giới và một nhà để xe để chứa nó. Tất cả những ý tưởng này đã được vẽ ra nhưng vô ích. Nơi này quá nhỏ, anh ta phải có một ngôi nhà với nhiều phòng hơn. Ford phải được thay thế bằng một chiếc Cadillac, như vậy mới có đủ chỗ cho cả công ty khi các tour du lịch xuyên quốc gia. Câu chuyện cứ thế tiếp diễn, không hồi kết. Chàng trai trẻ nhận được một mức lương đủ để khiến cho anh ta và gia đình có cuộc sống khá thoải mái. Sau đó anh ta được thăng chức và tăng lương hàng ngàn đô la trên một năm. Anh ta có bỏ thêm hàng ngàn đô la vào tài khoản tiết kiệm và tiếp tục sống như trước nữa không? Câu trả lời là không. Ngay lập tức, anh phải đổi chiếc xe cũ lấy một chiếc xe mới. Anh ta phải lắp thêm mái hiên nhà. Vợ anh ta cần một tủ quần áo mới. Gia đình anh ta phải được ăn nhiều loại thức ăn ngon hơn nữa. Thật tội nghiệp cho anh ta vì anh ta bị đau dạ dày. Cho đến cuối năm, cuộc sống của anh ta liệu có tốt hơn với số lương được tăng? Rất tiếc là không hề tốt hơn. Anh ta càng nhận được nhiều, anh ta càng muốn có nhiều hơn. Nguyên tắc này áp dụng cho người có hàng triệu đô, nhưng chi tiêu cũng giống như người chỉ có vài nghìn đô. Chàng trai chọn cô gái mình yêu, tin rằng anh ta không thể sống thiếu cô. Sau khi anh có được cô, anh không chắc mình có thể sống với cô. Nếu một người đàn ông vẫn còn độc thân, anh ta tự hỏi tại sao mình còn chưa được thưởng thức niềm vui của cuộc sống hôn nhân. Nếu anh ta kết hôn, anh ta tự hỏi làm thế nào mà vợ anh ta lại đánh thấp cảm xúc của anh ta. Và thần định mệnh thì kêu khóc rằng, đồ ngốc, người bị nguyền rủa ngay cả khi làm và ngay cả khi không làm. Ở mỗi nút thắt của sự sống, những người bất mãn đứng trong cái bóng của chính họ ở phía sau, nở một nụ cười nhạo báng trên khuôn mặt họ, rồi kêu lên, hãy đi theo lựa chọn của chính bạn, bạn sẽ tìm được lối đi đến tận cùng. Cuối cùng, con người trở nên vỡ mộng và bắt đầu biết rằng hạnh phúc và thỏa mãn không thuộc về thế giới này. Sau đó bắt đầu tìm kiếm chìa khóa mở ra cánh cửa cho họ ở một thế giới mà họ không hề hay biết. Chắc chắn phải có hạnh phúc ở thế giới bên kia. Trong tuyệt vọng, trái tim mỏi mệt của con người hướng về tôn giáo để tìm kiếm hy vọng và sự khích lệ. Nhưng những rắc rối của họ vẫn chưa kết thúc mà chúng chỉ mới bắt đầu. Hãy theo tôn giáo của chúng tôi và chấp nhận tín ngưỡng của chúng tôi. Một giáo phái nói, và bạn có thể lên thẳng thiên đàng sau khi chết. Người đàn ông tội nghiệp nhìn, lắng nghe và do dự. Sau đó, anh nghe thấy sự mời gọi của một tôn giáo khác mà người thủ lĩnh nói rằng, tránh xa khỏi những tín ngưỡng khác, hoặc nếu không thì bạn sẽ rơi thẳng xuống địa ngục. Họ chỉ rắc nước lên đầu bạn, nhưng chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn suốt quãng đường, nhờ đó đảm bảo dẫn bạn vào lối đi an toàn đến với vùng đất hứa. Giữa vô vàn các giáo phái khác nhau, người đàn ông nghèo không thể quyết định được, không biết nên rẽ theo hướng nào, anh tự hỏi tôn giáo nào mới mang đến lối đi an toàn nhất cho anh, cho đến khi hy vọng biến mất. Bản thân tôi khi còn trẻ thường háo hức, bác sĩ và thánh với những cuộc tranh luận tuyệt vời xung quanh chuyện đó, nhưng mãi mãi vẫn chưa có hồi kết. Luôn luôn tìm kiếm nhưng không bao giờ tìm thấy, có thể là ý chính dành để mô tả cho cuộc đấu tranh vì hạnh phúc và thỏa mãn của con người. Anh ta thử hết tôn giáo này đến tôn giáo khác, cuối cùng gia nhập vào nhà thờ lớn mà thế giới coi là thứ chết tiệt. Tâm trí anh ta vẫn tồn tại một dấu hỏi lớn cho thắc mắc, đến từ đâu và cùng với ai. Con người luôn hy vọng khi trái tim của họ biến thành tro bụi hoặc nở rộ và thêm chút nữa, giống như tuyết rơi trên sa mạc, thắp sáng một chút rồi biến mất, cuộc sống là những dấu hỏi nối tiếp nhau. Điều mà chúng ta muốn luôn nằm ở tương lai, để đạt được những điều đó, chúng ta có thể mất một thập kỷ
hoặc lâu hơn với sức mạnh của chính mình. Và nếu chúng ta đạt được thứ chúng ta mong muốn, chúng ta không còn muốn nó nữa. Thật may mắn khi một cô gái có thể biết được sự thật tuyệt vời này và luôn khiến người yêu phải đoán, phải đề phòng, kẻo chẳng may anh ta có thể mất cô lúc nào không biết. Tác giả yêu thích của chúng tôi là một vị anh hùng và một thiên tài. Cho đến khi chúng tôi gặp anh ấy và hiểu được một sự thật đáng buồn rằng, sau tất cả, anh ấy cũng chỉ là một con người. Chúng ta phải hiểu được bài học này lúc nào. Con người không còn làm bạn thấy hấp dẫn nữa khi bạn phát hiện ra giới hạn của họ. Tội lỗi duy nhất là giới hạn. Ngay sau khi bạn tìm ra giới hạn của một người, mọi chuyện với anh ta sẽ kết thúc. Emerson. Những ngọn núi phía xa xa kia mới đẹp làm sao, nhưng khoảnh khắc chúng ta tiến lại gần đó, chúng ta thấy nó chẳng có gì ngoài những bụi cây và tảng đá. Từ sự thật này, một câu ngạn ngữ đã được phát triển và lặp đi lặp lại. Thân quá, hóa thường. Sắc đẹp, hạnh phúc và thỏa mãn là những trạng thái của tâm trí. Nó chỉ được yêu thích khi cảm nhận từ xa. Bức tranh đẹp nhất của Rembrandt trở thành một vết nhòe đơn thuần với những vệt sơn dầu nếu như chúng ta đến quá gần nó, phá hủy niềm hy vọng về những giấc mơ còn đang dang dở trong trái tim con người, và thế là kết thúc. Khoảnh khắc mà một con người không còn mong đợi về những thành tích trong tương lai mà anh ta đã từng mơ ước, đó là dấu chấm hết. Tự nhiên đã tạo nên một con người để thứ hạnh phúc to lớn và duy nhất của anh ta là thứ mà anh ta cảm nhận được khi theo đuổi một thứ gì đó chưa xác định được. Mơ hồ thường ngọt ngào hơn thực tế. Cái gì trong tầm tay thì thường không cảm thấy thỏa mãn. Sự thỏa mãn duy nhất đến với con người là khi giữ được trong trái tim sự hy vọng về những thành tựu trong tương lai. Khi niềm hy vọng đó mất đi thì cũng là lúc nên viết chữ kết thúc trong trái tim người đó. Sự không nhất quán lớn nhất của cuộc sống là trên thực tế, hầu hết những gì chúng ta tin đều không đúng sự thật. Russell Conwell đã viết bài giảng phổ biến nhất từng được trình bày bằng tiếng Anh. Ông gọi nó là cánh đồng kim cương. Ý tưởng trọng tâm của bài giảng là tuyên bố rằng người ta không cần tìm kiếm cơ hội ở những nơi xa. Cơ hội đó có thể được tìm thấy ngay trong những khu vực gần với nơi mà một con người được sinh ra. Có lẽ vậy, nhưng có bao nhiêu người tin vào điều đó? Cơ hội có thể được tìm thấy ở bất cứ đâu mà một người thực sự tìm kiếm nó, chứ không phải nơi nào khác. Đối với hầu hết đàn ông, cơ hội chinh phục có vẻ tốt hơn ở phía bên kia qua hàng rào. Thật vô ích khi thúc giục một người thử vận may ở một thị trấn nhỏ khi bản chất của con người là tìm kiếm cơ hội ở những nơi khác. Đừng lo lắng vì có vẻ quyến rũ hơn ở phía bên kia của hàng rào. Thiên nhiên ấn định là như vậy, do đó những đám cỏ này quyến rũ đàn ông theo nguyên lý phát triển qua đấu tranh. Một số phép màu thời hiện đại. Một số người nghi ngờ tính xác thực của Kinh Thánh bởi vì họ tin rằng nếu phép lạ có thể được thực hiện hơn 2.000 năm trước khi có sự xuất hiện của khoa học, trong khi thế giới vẫn chìm trong nạn mù chữ và mê tín, thì ngày nay cũng thật dễ dàng để thực hiện những điều tương tự. Tôi đã đọc Kinh Thánh rất cẩn thận, một số phần còn đọc nhiều lần, và tôi tin rằng nó không chứa bất kỳ phép màu tuyệt đối nào trong suốt hàng trăm năm qua, dưới sự soi sáng của khoa học. Hơn nữa, những phép màu thời hiện đại này là đối tượng để phân tích và chứng minh. Bất kỳ đứa trẻ nào có trí óc thông minh từ mức trung bình trên 12 tuổi đều có thể hiểu được phép màu của ngày hôm nay. Và lý do này, tôi ở đây để tìm hiểu về những phép màu này dựa trên lòng tin. Điều tuyệt vời nhất của tất cả các phép màu chính là niềm tin. Đây là một thời đại tuyệt vời. Đây là thời đại mà phép màu có thể được chứng minh. Đây là những phép màu thời hiện đại đã gây ấn tượng với tôi nhất. Sau hàng ngàn lần thất bại tạm thời, phép màu của Edison đã xuất hiện khi ông phát hiện được bí mật của tự nhiên. Khi mà âm thanh của giọng nói con người có thể được ghi lại trên một bản ghi chép và được tái tạo hoàn hảo, phép màu đó đã được tạo nên nhờ niềm tin của Edison. Ông hoàn toàn không có ai hướng dẫn, chưa ai từng thực hiện điều kỳ diệu này như được ghi nhận trong lịch sử văn minh của loài người. Một trong những điều kỳ lạ về phép màu này là việc Edison đã bắt tay ngay từ đầu vào việc thử nghiệm nguyên lý thô sơ và bộ máy cơ học. Qua đó, bí mật giao tiếp bằng máy móc mới dần dần được hé lộ. Nguyên tắc nằm ở sự rung
và thiết bị là một ống làm bằng sáp, xoay trên một hình trụ tiếp xúc với điểm của kim. Không có gì ngoài niềm tin có thể cho phép Edison tiến gần đến bí mật mà ông đang tìm kiếm, và không có gì ngoài niềm tin có thể khiến ông kiên trì gắn bó với các thí nghiệm của mình qua hơn 10.000 thất bại. Chính niềm tin đã cho phép Edison tập trung tâm trí vào nhiệm vụ, đưa ông vượt qua hàng ngàn thất bại trước khi ông tạo ra đèn sợi đốt có khả năng khai thác năng lượng được gọi là điện và biến nó thành phát minh phục vụ cả thế giới. Chính niềm tin đã thôi thúc Edison tiếp tục những thí nghiệm của mình với cỗ máy hình ảnh chuyển động cho đến khi ông biến nó thành phép màu, thứ mà ông đã thấy qua trí tưởng tượng của chính mình trước khi bắt đầu. Chính niềm tin đã giúp anh em nhà Wright kiên trì với nhiều năm thử nghiệm nguy hiểm trước khi họ chinh phục không khí và tạo ra một cỗ máy vượt trội cả về tốc độ và sức bền, chính là chiếc máy bay mà ta thấy ngày nay. Chính niềm tin đã thúc đẩy Lee DeForest trải qua nhiều năm đấu tranh dường như không có kết quả trước khi ông hoàn thiện bộ máy mà con người bây giờ có thể điều chỉnh và gửi âm thanh của giọng nói xung quanh trái đất chưa đến một giây thông qua một dạng năng lượng mà con người không hề biết trong thời điểm sách kinh thánh được viết ra và phép màu được nhắc đến trong đó. Chính niềm tin đã thôi thúc Christopher Columbus ra khơi trên một vùng biển hoang vắng để tìm kiếm một vùng đất vốn không tồn tại ở đâu ngoài trí tưởng tượng của chính ông. Xét về sự mỏng manh của những chiếc thuyền buồm nhỏ mà ông đã ra khơi trong chuyến đi quan trọng đó, ông phải có một niềm tin mạnh mẽ đến mức thôi thúc ông đạt được mục đích với người đồng hành như vậy. Chính niềm tin đã truyền cảm hứng cho Copernicus nhìn thấy phần vũ trụ mà mắt người thường chưa bao giờ nhìn thấy, tạo nên một dấu mốc trong lịch sử thế giới khi những phép màu được sinh ra từ đức tin và những thiết bị cơ khí thô sơ. Điều này cũng có nghĩa là những phát minh này có thể bị hủy diệt dưới bàn tay của những người cùng thời, người đã tin sẽ chẳng có điều kỳ diệu nào có thể xảy ra bên ngoài tầm mắt của con người. Chính niềm tin đã tiết lộ cho Joseph Smith những bằng chứng rời rạc về một nền phát minh của người da đỏ châu Mỹ trên lục địa này ít nhất 100 năm, trước khi những bằng chứng tích cực về một nền phát minh như vậy được khai quật ở lục địa Bắc và Nam Mỹ. Một cách ngẫu nhiên, những điều kỳ diệu được tạo ra bởi đức tin của ông dẫn đến việc ông bị ám sát bởi một đám đông gồm những kẻ cầm đầu phẫn nộ với những phép lạ thông qua đức tin. Do đó, có thể thấy loài người đã chiến đấu với tất cả những ai dám phản đối sự hiểu biết về nguyên tắc đức tin. Chính đức tin đã cho phép nguyên tắc vàng của Nat biến một thất bại kinh doanh hiện đại thành một ví dụ sáng chói về thành công thông qua quy trình đơn giản để làm việc với các cộng sự của mình trong kinh doanh và khách hàng mà họ phục vụ trên cơ sở nguyên tắc vàng như Chúa Kitô đã đề cập gần 2.000 năm trước. Arthur Nat chuyển sang nguyên tắc đức tin sau khi mọi nguyên tắc khác được thử nghiệm trong môi trường kinh doanh hiện đại đã khiến ông thất bại. Theo nguyên tắc đó, trong những năm tháng còn lại của cuộc đời, ông đã tích lũy được một khối tài sản khổng lồ để phủ định việc ông chỉ để lại cho thế giới những giá trị về mặt tinh thần. Chính niềm tin đã khiến Mahatma Gandhi, Ấn Độ, đồng lòng đồng tâm với hơn 200 triệu đồng hương của ông. Mỗi cá nhân đều ủng hộ Gandhi, mặc dù điều đó đồng nghĩa với cái chết. Không có tác động nào khác ngoại trừ đức tin có thể thực hiện phép lạ này. Bởi vì có khả năng duy trì đức tin, Gandhi được tiếp nhận nhiều sức mạnh hơn. Gandhi đã chứng minh rằng đức tin có thể giúp những người lính hoàn thành tốt nhiệm vụ khi mà tiền bạc và chiến tranh không thể làm điều đó. Chính đức tin đã dẹp bỏ những giới hạn ra khỏi tâm trí của giáo sư Einstein và tiết lộ cho ông những nguyên tắc toán học thậm chí còn chưa từng tồn tại trên thế giới. Không có tâm trí sợ hãi nào có thể tìm ra được phép lạ. Chính đức tin đã tiếp sức mạnh cho Washington yêu dấu của chúng ta và giúp ông chiến thắng trong cuộc chiến tranh chống lại chủ nghĩa vật chất, một dạng đức tin đã được sinh ra từ khao khát đấu tranh cho tự do của nhân loại. Nguyên tắc đức tin này luôn sẵn có trong bạn, tương tự như cách nó cũng xảy ra với bất kỳ ai khác. Nếu thế giới của bạn chỉ quanh quẩn với hạn chế, đau khổ và ước muốn, thì chính là bởi bạn chưa nhanh nhạy trong việc nhận ra rằng trong tâm trí bạn luôn có chỗ cho sức mạnh của niềm tin. Nếu chúng ta có thể đánh giá khả năng của tương lai bằng những thành tựu của quá khứ, thì những phép màu chưa được khám phá vẫn còn rất nhiều so với những gì đã được tiết lộ trong quá khứ. Vẫn chưa có gì tiết lộ được hết số phận của chúng ta. Đây chính là thời đại của sự khai phá.
Những người tin vào sức mạnh của sự khai phá đã vượt qua sự mê tín và thiếu hiểu biết, thứ mà tồn tại vài trăm năm trước khi mà sự hiểu biết về lịch sử hiện đại còn hạn chế. Những người đàn ông như Watt, Whitney, Bell, Howey, Steinmetz, Morse, Edison, Wright Brody, Lee DeForest, Henry Ford, Simon Lake, Arthur Nash, Einstein và Gandhi đều là những người đàn ông vĩ đại. Họ đã xóa bỏ những giới hạn trong tâm trí con người và mang đến thế giới những khám phá mới. Một ngày của chúng ta chứa đầy sự diệu kỳ và đây là thời đại của niềm tin. Thế giới đang trải qua một giai đoạn đòi hỏi nhiều cách thức để điều chỉnh lại các mối quan hệ của con người. Sự lãnh đạo thực sự trong giai đoạn này sẽ được tìm thấy ở những người có đức tin lớn, sẽ không có chỗ trong tương lai cho những người yếu đuối và tin rằng phép màu chỉ thuộc về quá khứ với những bí ẩn không thể lý giải nổi. Những điều kỳ diệu của tương lai sẽ được chứng minh bởi khoa học. Nghiên cứu được thực hiện trong các lĩnh vực khoa học đã phát hiện ra cách tiếp cận với những điều bí ẩn mà trong quá khứ chưa phát hiện ra. Thế giới đã thay đổi do sự sụp đổ của nền kinh tế năm 1929, mang lại cho tất cả những ai đã sẵn sàng rất nhiều cơ hội để thực hành những phép màu mới được phát hiện ra này. Tổng kết, sự phát triển của tự tin bắt đầu bằng việc loại bỏ con quỷ được gọi là những nỗi sợ, thứ có vẻ như luôn hiện hữu trên vai con người và thì thầm vào tai họ rằng anh không làm được đâu, anh không dám thử, anh sợ búa rìu dư luận, anh sợ thất bại, anh sợ anh không đủ khả năng. Mỗi con người đến tuổi có thể nhận thức đều bị ràng buộc ở một mức độ nào đó bởi một hoặc nhiều trong số 6 nỗi sợ cơ bản này. Việc hiểu rõ nguyên nhân của các nỗi sợ chính là bước đầu tiên giúp chúng ta loại bỏ chúng. Bạn sẽ thấy người được thăng tiến luôn tin vào chính mình. Bạn sẽ thấy rằng anh ta phát triển niềm tin này bằng những hành động lạc quan, tích cực đến mức anh ta có thể thúc đẩy, có sức thuyết phục và thu hút được nhiều người khác. Ngược lại, bạn cũng sẽ nhận thấy rõ lý do một người không thăng tiến bằng cách nhìn vào khuôn mặt anh ta, bằng phong thái của anh ta, bởi sự thiếu nhanh nhẹn trong bước đi của anh ta, bởi sự không chắc chắn trong lời nói của anh ta, rằng anh ta thiếu sự tự tin. Tự tin là thành quả của kiến thức, gian lận hoặc lừa đảo sẽ dẫn đến thất bại. Do đó, đừng giả vờ biết nhiều hơn những gì bạn thực sự biết. Hãy tin vào chính mình, nhưng đừng nói với cả thế giới những gì bạn có thể làm được. Hãy thể hiện nó. Action. Đối với bạn, trong 6 nỗi sợ hãi cơ bản được liệt kê, nỗi sợ nào là yếu tố số 1 cản bước thành công của chính bạn?